Chương 1561, Thừa Thiên Toái Vân Liên, Linh ẩn đảo trên không, quân thường tiếu cùng liễu ti nam kịch chiến say sưa, không gian chi lực điên cùng lộng hành quấy rối bốn phía, mang đến phá hư đã định trước không biết trong khoảng thời gian ngắn khép lại, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây không phải sinh tử chi chiến, mà chính đang luận bàn, cho nên tràn diện mặc dù kình bạo, nhưng nhìn qua không hề thảm liệt, hưu, hai người lại tiến vào ngắn ngủi ngưng chiến trạng thái, quân thường tiếu nói, Thật lâu không có đánh thống khoái như vậy Xưa nay vận dụng nang thu chi đao Đều là điên cùng cắt cỏ Hôm nay lại có thể cùng một tên võ giả Đánh lực lượng ngang nhau Quá trình quả thực không nên quá thoải mái Ta cũng là Liễu ti nam nói Lưu lạc chân trời nhiều năm như vậy Gặp phải đối thủ đều là vô cùng hung ác thế hệ Khắp nơi chọn tốt chiến tốt thắng Chỉ có lần này triệt để buông tay ra đánh Thậm chí hy vọng có thể nhiều đánh một hồi Bởi vì tâm tính duyên cớ Chiến đấu cũng không khốc liệt hai người càng giống bạn cũ tại lẫn nhau xác minh võ đạo, đáng tiếc, liễu ti nam lắc đầu, nói, người ta chung quy muốn chia ra thắng bại, ông, ông, hai tay triển khai, không gian chi lực điên cuồng tràn ngập, từ xa nhìn lại tựa như một đóa liên hoa đem hắn bao phủ ở bên trong, muốn làm thật, quân thường tiếu đem lưỡi hái đưa ngang trước người, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm nghị, quân tông chủ, liễu ti nam hai tay tùy ý ba động, nói, ta một chiêu này tên là thừa thiên toái vân liên, lấy hội tụ bốn phía không gian hình thành mạnh nhất thế công. Ông, ông, theo bàn tay hắn mỗi lần vận hành, từng tầng từng tầng không gian chi lực tại phụ cận vạn vẹo điệp gia, tương tự hình hoa sen thái giả càng rõ ràng lên, không gian bị quấy, phía dưới nước biển kịch liệt sôi trào, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch. linh ẩn đảo phía trên mặt đất nước phát tốc độ tăng tốc, dần dần bày biện ra to lớn rảnh sâu, dường như lúc nào cũng có thể sẽ giải thể. Thực cả tòa đảo có tồn tại vĩnh cửu cổ lão trận pháp gia trì, tuyệt sẽ không bởi vì một tên tầm chân cảnh võ giả sử dụng không gian chi lực mà lọt vào tác động đến, nhưng vấn đề ở chỗ bị quân thường tiếu phá giải, Thủy Chung ở vào ngừng vận chuyển, vận chuyển lại trận pháp mới có hiệu quả, Thủy Chung ở vào đóng lại trạng thái, chẳng khác nào mất đi phòng ngự, đừng nói tầm chân cảnh, dù là chuyển đan cảnh cũng có thể mang đến trí mạng hư hao, tình huống bây giờ là... Cả tòa ở trên đảo trận pháp hệ thống theo không gian cùng mặt đất sụp lúng đã triệt để mất đi hiệu lực đồng thời cũng tác động đến song hướng truyền tống trận ma vọng vực ma tổ không biết rõ tình hình tại trận pháp đã triệt để sụp đổ tình huống dưới khởi động sau cùng bị trực tiếp nổ bay ra ngoài hắn bố trí trận pháp đẳng cấp không thấp muốn đi phá hư rất khó khăn đồng dạng một khi bị phá hư thậm chí xuất hiện nổ trận tình huống mang đến lực phá hoại cũng vô cùng nghiêm trọng cho nên trong nháy mắt ngất đi may mà thân thể không tệ đổi thành phổ thông thân thể đã sớm hóa thành hư vô đây không phải trọng điểm trọng điểm là song hướng truyền tống trận nổ tung, thì đại biểu đường ra không, ma tổ thì sẽ bị vây ở ma vọng vực, ra ngoài cũng chỉ có thể cầu nguyện thập đại tiên tông cùng các tộc bố trí phong ấn hội theo thời gian chuyển dời nhược hóa, nhìn chung 100.000 năm qua đi, phong ấn vẫn như cũ cứng chắc, không có người vì phá hư tình huống dưới, nhược hóa khả năng cơ hồ là không, vốn là dấu trong lòng thống lĩnh trăm vạn đại quân tâm tính tiến vào ma vọng vực, kết quả không chỉ có bị trầm trọng đã kích, sau cùng còn bị nhốt ở bên trong ra không được. Ma đại gia, ngươi rất khó khăn. Chấm chấm chấm. Thập đại tiên tông gần nhất đang làm gì? Điều động sức mạnh lớn nhất, bốn phía tìm tòi tán nguyệt các, tìm tòi ma tổ chỗ ẩn thân. Hôm nay có thể nói trước tuyên bố nguy cơ giải trừ, bởi vì tán nguyệt các đại bộ phận thành viên bị diệt, thì liền phục sinh sau ma tổ cũng bị vây ở trong nhà ra không được. Tạo thành loại tình huống này kẻ đầu sỏ quân thường tiếu cùng liễu ti nam, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại ở trên đảo đấu túi bụi, hội đần độn u mê đem nguy hiểm hệ số cực cao nhân vật phản diện nhốt tại ma vọng vực, người ta làm việc tốt không lưu danh, hai người bọn họ làm việc tốt không biết rõ tình hình, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, liễu ti nam còn tại tụ lực lấy đại chiêu, không gian còn tại điên cuồng xếp chồng lấy, giờ này khắc này, tu vi không cao võ giả một khi tiến vào, chắc chắn bị loạn lưu cắt đứt thành mảnh vỡ, quanh, quanh, qua một lát, Linh ẩn đảo khó có thể chịu đựng không gian đè ép, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng khối tảng mát trên mặt biển. Mười vạn năm trước lưu lại căn cứ địa, vào hôm nay triệt để hóa thành hư không. Thu, liễu ti nam hai tay hợp lại, ông. Ông, xếp chồng không gian dường như trong nháy mắt co vào đến cùng một chỗ, cũng trước người hội tụ ra một đóa lớn chừng bàn tay sáng chói liên hoa, thừa thiên toái vân liên, liễu ti nam đại sát chiêu một trong. Cái này võ học nguyên lý ở chỗ không ngừng áp suất không gian, diện tích che phủ tích càng rộng, hội tụ tinh túy thì càng nhiều, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu trao mày lên, vẻn vẹn theo cái kia sáng chói trình độ đến xem, cái này một đóa nho nhỏ liên hoa tất nhiên ẩn chứa nổ tung năng lượng, quân tông chủ, liễu ti nam tự hào nói, ta mặc dù chỉ là trung vị tầm chân cảnh, nhưng đối không gian chi linh có cực cao trưởng khống, thực lực hoàn toàn không thua thượng vị tầm chân cảnh, cho nên một chiêu này, ngươi cần phải phải ứng phó cẩn thận, minh bạch quân thường tiếu đem tử vong liêm đao đưa ngang trước người hô Hồ, hỏa hồn chi lực cùng tà ác chi lực trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thân đao quanh thân một nửa bị ngọn lửa bao phủ một nửa bị bóng tối bao trùm nang thu chi đao hình thái thứ tư phía dưới lại vận dụng hai loại linh thể cái này rất nghiêm túc còn không có kết thúc hỏa diễm cùng bóng tối bao trùm bên trong lõa lồ bên ngoài da thịt cũng dần dần hóa đá liễu ti nam biết quân thường tiếu có hai loại linh thể cho nên phóng xuất ra cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng làm nhìn da thịt hiện lên thạch đầu hình liền cả kinh nói ngươi là thạch tượng nhất tộc hậu nhân không tệ cẩu thạng vô liêm sĩ nói thạch tượng tộc huyết mạch là tại ma duyên chi địa đần độn u mê kế thừa nếu như người khác nhất định phải cho rằng như vậy hắn sẽ không cho cho phủ nhận dù sao cũng coi như có thân phận thanh minh ta không phải giả bị đụng liễu ti nam dần dần tỉnh ngộ nói khó trách sẽ có mạnh như vậy sát lục chi ý nguyên lai giống như gia hỏa kia đều thạch tượng tộc hậu nhân Gia hỏa kia, quân thường tiếu nói, liễu đại ca nói người nào, tại hạ giới lúc hắn thì theo hắc bạch la sát trong miệng biết được thạch tượng tộc, nhưng phi thăng thượng giới đến bây giờ, thủy chung chưa thấy qua cái này ba đại tộc quần chi nhất tộc người, một cái làm theo ý mình, tùy ý làm bậy gia hỏa. Liễu ti nam lắc đầu nói, không đề cập tới cũng được, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu im lặng, dạng này thừa nước đục thả câu, cùng đoạn chương chó khác nhau ở chỗ nào đâu. Đương nhiên, cẩu thẳng từ đối phương trong lời nói phân tích ra, cả hai cần phải nhận biết, khả năng hay là bằng hữu, bởi vì ngữ điệu tràn ngập phàn nàn, mà không phải cừu nhân ở giữa phẫn nộ, quân tông chủ, liễu ti nam thu hồi tạp niệm, nói, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là đến phân thắng bại đi, tốt, quân thường tiếu không lo lắng nữa hắn sự tình, hỏa linh chi lực cùng tà linh chi lực điên cùng rót vào nang thu chi đao, làm trong nháy mắt hội tụ đỏ thẩm cùng hắc ám hai loại nhan sắc vù vù, hô hô hô, cuồng phong nổi lên, giống như đang khóc, lớn như vậy đi xuống, không gian chịu không được nha. Liễu ti nam hai tay mở ra, sáng chói liên hoa nhất thời bay qua, nguyên bản dần dần tối tăm xuống đến sắc trời trong nháy mắt bị phủ lên thành ban ngày, phá, quân thường tiếu hai tay cầm tại tử vong liêm đao phía trên, giữa không trung phóng ra một bước, vũ khí, huyết mạch, song linh tam trọng gia trì dưới, trực tiếp xé rách ra một đạo kinh hải thế tục đao mang, vù vù đao quang lướt qua mặt biển, dòng nước bị trực tiếp chém ra, quanh, xa ống kính dưới, giữa không trung tựa như đạn hạt nhân nổ tung, dâng lên hùng vĩ năng lượng thật lớn đoàn, một nửa là chướng mắt chói mắt thuần trắng chi sắc, một nửa là xích hắc chi sắc cũng hiện lên thảm liệt giằng co, ừng ực ừng ực, ực, năng lượng cùng nóng trực tiếp tục bạo phát, nước biển kịch liệt sôi trào cũng khô cạn, phiêu đảng tại bốn phía từng khối linh ẩn đảo đất đai, không thể trốn qua ma trưởng dần dần bị bốc hơi hư vô, một cái đảo vỡ nát, hoặc là còn có chữa trị khả năng, hôm nay cái gì đều không, thì đại biểu ma tổ căn cứ địa không chỉ có lọc vào vô tình phá hư, sau cùng còn bị hai người bọn họ cho nghiền xương thành tro. Chương 1562, ngang tay, hai loại năng lượng lấy hình tròn hình dáng giữa không trung dằn co gần một phút, nước biển thâm thụ tác động đến, dần dần lõm ra to lớn hố sâu, bốn phía vọt tới dòng nước chỉ cần chạm đến ở mép liền sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi, tạch tạch tạch, bốn phía không gian bị mãnh liệt sáng chói, đổ sụp vỡ tan phạm vi cũng theo mấy chục dặm lan tràn đến vài trăm dặm không có người sẽ nghĩ tới tây hải chỗ sâu sẽ trình diễn một trận cao quy cách chiến đấu càng sẽ không nghĩ tới một tòa tồn tại thật lâu hòn đảo hóa thành hư không thực đơn thuần cảnh giới lời nói quân thường tiếu cùng liễu ti nam nhất chiến trình độ kịch liệt kém xa cao tầng thứ tầm chân cảnh thậm chí đều không có vận dụng sức mạnh chân linh nhưng bởi vì lẫn nhau nắm giữ không gian thuộc tính cho nên đánh lên cũng không mất tràn diện bành hai loại sức mạnh dằn co thật lâu, sau đó giống như pháo hoa giữa không trung nổ tung, đầy trời lưu quan cùng hỏa cầu điên cùng bay ra, hiện ra cảnh tượng càng thêm tráng lệ, hư, hư, lưu quan như đao, cắt đứt không gian, xì xì xì, nóng rực hỏa cầu rơi vào trong nước biển sinh ra cùng cuộn khói trắng, phiêu tán tại khu vực nổ, tựa như phủ thêm một tầng hơi mỏng lụa mỏng, như như tiên cảnh lộng lẫy, thế mà, làm sương mù khí tiêu tán, làm phân mảnh không gian xuất hiện, dường như lại trong nháy mắt hóa thành địa ngục phốc lơ lửng giữa trời liễu ti nam phun nguộn máu sắc mặt dần dần tái nhật vừa mới đối đầu mặc dù không đến nửa canh giờ nhưng đại đại hao phí trong đan điền năng lượng cả người tựa như hư thoát liễu đại ca đứng tại đối diện quân thường tiếu nói một trận chiến này ngươi phốc 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 không có áp chế trong thân thể sôi trào huyết dịch tựa như mở nước áp điên cuồng từ trong miệng phun ra ngoài đúng vào lúc này trong tay nắm tử vong liêm đao lóe ra một luồng ánh sáng, cấp tốc khôi phục lại bỏ túi hình thái, khoác lên người hát bào cũng hóa thành khói bụi tiêu tán. Nang thu chi đao sử dụng thời gian hiệu lực kết thúc, không có hình thái thứ tư gia trì, quân thường tiếu quanh thân loại kia bá đạo vô tình khí thế không còn sót lại chút gì, cả người trong nháy mắt yểu xìu, theo trạng thái đến xem còn không bằng người ta liễu ti nam, đây không phải tác dụng phụ duyên cớ, đây là mệt mỏi hư thoát, trên thực tế, hình thái thứ tư phía dưới nang thu chi đao Tuy nhiên có tác dụng phụ cơ chế, nhưng sau khi kết thúc hội lưu lại đầy đủ thời kỳ giảm sóc, nhưng quân thường tiếu điên cùng bạo phát năng lượng, đem giai đoạn này cho tăng tốc, quân tông chủ. Liễu Ti Nam cười nói, ngươi, ngươi thua, không, quân thường tiếu nói, ta, không có thua, ta còn có thể chiến, hưu, cưỡng ép nói chuyện hao phí duy nhất khí lực, thân thể nhất thời mất cân bằng hướng biển bên trong rơi xuống đi, người cũng quan vinh bất tỉnh đi liễu ti nam ngưng tụ còn thừa không nhiều không gian chi lực hình thành bàn tay vô hình đem quân thường tiếu tiếp được sau đó mang theo hắn bay về phía mấy ngàn dặm bên ngoài gửi lại thạch quan đảo nhỏ chiến đấu kết thúc nhưng là mang đến phá hư rất lớn vài trăm dặm không gian phân mảnh tự mình chữa trị cũng đến cần thời gian đến mức linh ẩn đảo triệt để lành lạnh tràn tỷ đấu này người nào thắng theo liễu ti nam còn có sức lực bay đã nói lên hắn thắng nhưng thắng dị thường khó khăn bởi vì bay đến nơi xa đảo nhỏ, tính cả quân thường tiếu cùng một chỗ thua ở mặt đất phía trên, sau đó lại khó đứng người lên. Một tên cầm giữ có không gian chi linh trung vị tầm chân cảnh, bị một tên đỉnh phong chuyển đang cảnh chỉnh chật vật như vậy, nếu như nói thắng, thực sự có chút không thỏa đáng. Chấm chấm chấm, ma vọng vực, cậu thẳng ngất đi thời điểm, ma tổ vừa vặn thức tỉnh, hắn mặt mày xám xịt đứng lên, cố gắng nhớ lại lúc trước phát sinh một màn, xác định trận pháp triệt để nổ tung, lại khó khống chế tâm tình ngửa mặt lên trời gầm thét lên làm sao ra ngoài tỉnh táo tỉnh táo ma tổ hít sâu bình tĩnh sao động tâm cảnh nói hẳn là trận pháp biến chất lại trải qua hai lần truyền tống mới nổ rớt chỉ cần một lần nữa bố trí tịnh hòa linh ẩn đảo bắt được liên lạc một dạng có thể ra ngoài chỉ cần tư tưởng không suy giảm biện pháp dù sao cũng sẽ nghĩ ra soát ngồi xếp bằng xuống nhớ lại trận pháp nói bố trí trận pháp không cần cảnh giới tu vi nhưng bởi vì quá mức phức tạp, cho nên chí ít cần một hai tháng, phục sinh cũng chờ một trăm ngàn năm, há sẽ để ý vài chục ngày, không thể không nói, với tư cách đã từng dám cùng thập đại tiên tông cứng rắn ma vọng tộc lão đại, tâm tính phương diện là thật là mạnh mẽ, chấm chấm chấm, đảo nhỏ vô danh phía trên, gió mát phất phơ thổi, ấm áp lòng người, quân thường tiếu không cảm giác được, bởi vì vì vẫn còn đang hôn mê bên trong, lại bởi vì rơi xuống tư thế không đúng, bị treo ở trên cây gốc cây phía dưới liễu ti nam nhiều lần nếm thử đứng dậy nhưng đều không thành công chỉ có thể như bùng nhão giống như nằm cũng lo lắng nói quân tông chủ không có sao chứ không có việc gì cẩu thẳng nhịn được khụ khụ sau một ngày treo ở trên cây quân thường tiếu mở to mắt phát hiện trong tầm mắt cảnh tượng toàn hiện lên dựng ngược hình sau đó trong lòng giật mình cả người trong nháy mắt rơi xuống đụng đầu vào liễu ti nam trên đầu t t bởi vì liều quá quá mạnh hai người chỉnh chỉnh tề tề nằm dưới tàn cây, tựa như kẻ đáng thương giống như không thể động đậy, phí hết sức lực lật người lại, không có việc gì có thể nhìn xem xanh thẳm bầu trời. Liễu đại ca, hơi chút khôi phục một chút khí lực về sau, quân thường tiếu nói, hai ta đều hư thoát, tính toán ngang tài ngang sức, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Liễu ti nam trầm mặt, gia hỏa này rõ ràng so ta hư, làm sao có ý tứ nói ngang tay, đương nhiên. Quân thường tiếu nói, cũng trách ta ngay từ đầu thủ hạ lưu tình, không phải vậy. Ngươi đã sớm thua, xác thực, cẩu thẳng tưới nước, hắn vốn có thể giống đồ sát tán nguyệt các thành viên cùng yêu thú như vậy, lấy tuyệt đối không gian trói buộc chi lực đi trói buộc, nhưng cuối cùng vẫn là nể tình bằng hữu phân thượng lựa chọn từ bỏ. Điểm này liễu ti nam không có phủ nhận, đến thời điểm, không gian chấn động vô cùng rõ ràng, để hắn suy đoán là cao thủ, nhưng cùng quân thường tiếu giao thủ quá trình bên trong, không gian chi lực vận dụng rõ ràng không có lúc trước mãnh liệt quân tông chủ liễu ti nam khổ sở nói liễu mổ tự tu luyện võ đạo đến nay chưa bao giờ bị người nhường qua ngươi là người thứ nhất liễu đại ca cũng là ta tiếp xúc võ đạo đến nay gặp phải khó giải quyết nhất một cái quân thường tiếu thần sắc xuống dốc nói đồng thời để ta nhớ tới ta huynh đệ sinh tử người nào cố triều tịch cũng là cái kia vì thiên hạ thương sinh hy sinh bản thân trưởng lão không tệ có quan hệ cố triều tịch Liễu Ti Nam khá hiểu rõ, hắn vốn định dùng kẻ phản nghịch xưng hô, nhưng cân nhắc đối phương xã thân thủ nghĩa, toàn diệt chiến thuyền, cho nên vẫn là đổi giọng, ta cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết, về sau kết vì huynh đệ sinh tử. Quân thường tiếu nhớ lại quá khứ, trong ánh mắt tràn đầy diễn kỹ, Liễu Ti Nam nói, huynh đệ ngươi vì thương sinh phụng hiến tự mình, phần này trị số tinh thần đến hậu nhân khắc trong tâm khảm, đúng vậy a, à. quân thường tiếu tự hào nói, ta vạn cổ tông đệ nhất tôn chỉ thì vì thiên hạ thương sinh, cút cung tẩn tụy. Ba, phi điểu theo trên không bay qua, cái bụng tê rần bài xuất phân và nước tiểu, có trùng hợp hay không không biết rơi vào chính miệng lưỡi dẻo quẹo cẩu thẳng trên óc, Ha ha ha. Hệ thống tiếng cười truyền đến, bởi vì suy yếu duyên cớ, quân thường tiếu không còn khí lực nhất tay gạt đi, chỉ có thể đội lấy một đống phân chim tiếp tục nói, liễu đại ca, chúng ta tu giả, không phải liền là để tâm lưu giữ hiệp nghĩa sao không tệ, liễu ti nam đồng ý, hắn không chỉ có mang trong lòng hiệp nghĩa, còn tại tự thể nghiệm đi hành hiệp trượng nghĩa, đã như vậy, quân thường tiếu nói, sao không gia nhập vạn cổ tông, tiếp nhận ta huynh đệ trưởng lão chỗ trống, đi kéo dài cái kia phần vĩ đại tinh thần hiệp nghĩa, cái này, liễu ti nam rơi vào trầm mặt, nội tâm nổi lên một tia gợn sóng, chương 1563, thịnh tình không thể chối từ. Quân thường tiếu cùng liễu ti nam nằm hai ba ngày, trải qua phơi gió phơi nắng, trải qua gió táp sóng xô, cái này mới dần dần có sức lực. Hai người có thể hành động về sau, làm chuyện thứ nhất chính là nhanh bờ biển tắm rửa, bởi vì không thể động đậy thời điểm, toàn thân rơi đầy phân chim, càng cẩu thẳng, trên óc hội tụ không ít, cái này khiến hắn chiều sâu hoài nghi, trên thân có phải hay không lắp dê, không có cách nào, hệ thống đậu đen rau muốn nói, ai để ngươi đầu sáng nhất, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sau khi tắm rửa về sau, quân thường tiếu nằm tại trên bờ biển phơi lên mặt trời trên mặt hiện ra thoải mái biểu lộ từ khi vượt qua mà đến nhất làm cho hắn cảm thấy không buồn không lo chính là sử dụng nang thu chi đao sau tiếng nhập hư nhược kỳ bởi vì không cần đi tu luyện võ đạo không cần mơ mộng tông môn sự tình khó được có thể hảo hảo buông lỏng một chút liễu đại ca quân thường tiếu hỏi cân nhắc như thế nào mấy ngày nay bọn họ trò chuyện rất nhiều từ thiên văn cho tới địa lý không chỗ không nói hữu nghị thuyền nhỏ liên tiếp trèo cao. Liễu Ti Nam nói, diệt ma sư chức trách là trừ ma vệ đạo, gia nhập tông môn sẽ có quá nhiều hạn chế, cho nên. Rất xin lỗi, giới đường không có hạn chế, không có, ta có thể làm chính mình muốn làm sự tình, không cần nghe làm bọn hắn điều động. Liễu đại ca gia nhập vạn cổ tông, một dạng có thể được hưởng tuyệt đối tự do, tại chiêu mộ nhân tài phía trên, quân thường tiếu từ trước đến nay nghiêm túc, huống chi, có năng thu chi đao chính mình cũng kém chút giải quyết không dạng này đặc thù hình cường giả gia nhập vạn cổ tông tuyệt đối như hổ thêm cánh dù là làm một người đại gia cung cấp cũng vui vẻ hệ thống muốn mắng hắn xác thực gia nhập vạn cổ tông khả năng tạm thời hội thu hoạch được tự do nhưng về sau chỉ cần được an bài phía trên lập tức liền sẽ theo người không phận sự biến thành người làm công tham khảo thái huyền chân nhân cùng phạm giả tử bọn họ nghiêm trọng hơn cũng là cố triều tịch trực tiếp hóa thân bomberman gánh lấy túi thuốc nổ đi tác thành cho hắn, quân tông chủ, liễu ti nam nói, người có chí riêng, không cưỡng cầu được, giới đường cùng đang đường tương tự, đều thuộc về không phải thế lực tổ chức, thành viên gia nhập tông môn không làm trái quy tắc, nhưng hắn tâm hướng tự do, không muốn gánh vác công xiền, thực sự võ đạo thế giới bên trong, rất nhiều người cũng không nguyện ý gia nhập thế lực, càng hướng tới vô câu vô thuốc, càng hướng tới bốn biển là nhà, cho nên có tán tu cái quần thể này, tốt a. À quân thường tiếu theo không gian giới chỉ lấy ra hai phần cơm chiên một vò túy sinh mộng tử nói không nói mất hứng sự tình đến chúng ta ăn cơm uống rượu hệ thống im lặng nói lừa gạt không thành công còn phải đi chiêu này ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhìn lấy mở ra cơm chiên ngửi ngửi bay tới hương thơm mùi rượu liễu ti nam liền có chút chịu không được người tại suy yếu thời điểm dễ dàng nhất sinh ra cảm giác đói bụng cho nên quân thường tiếu xuất ra rượu và thức ăn không thể nghi ngờ có vô cùng đại sát thương lực, đa tạ quân tông chủ lần nữa khoản đãi liễu ti nam cũng không khách khí, cầm lấy cơm chiên thì bắt đầu ăn, lần nữa chạm đến sâu trong linh hồn, lần nữa nhớ lại đã từng chuyện cũ, nước mắt không tự giác chảy xuống, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, liễu đại ca, quân thường tiếu cùng hắn nâng một chén rượu, nói, làm danh dự trưởng lão cũng được nha, phốt, chấm chấm chấm, ba ngày sau, liễu ti nam khôi phục năm, 6 phần 10 công lực. Quân thường tiếu tuy nhiên có thể hành tẩu, nhưng tác dụng phụ tiếp tục tồn tại, cho nên Thủy chung không có bất luận cái gì tu vi. Quân tông chủ, liễu ti nam trên lưng thạch quan, ông quyền nói, cáo từ, a à, quân thường tiếu nhất thời mắt trợn tròn, trong khoảng thời gian này một mực ăn ta uống ta, ngươi nha khôi phục không sai biệt lắm, phủi mông một cái rời đi, đem ta lưu tại trên hoang đảo. Liễu đại ca, quân thường tiếu vẻ mặt đau khổ nói, ta hao phí năng lượng tương đối nhiều, khôi phục cũng cần thời gian, có thể hay không làm phiền đưa ta trở về vạn cổ tông, được. Liễu Ti Nam phóng xuất ra sức mạnh chân linh đem cẩu thẳng bao phủ, sau đó bay khỏi hoang đảo, đi hướng, sai, sai, quân thường tiếu nhanh chóng hô, hướng đông mà đi, Ê. Liễu Ti Nam xấu hổ cười cười, thay đổi phương vị tiếp tục phi hành, kết quả trên đường bị uống nắng vô số lần, quân thường tiếu sụp đổ, một cái trưởng khống không gian chi linh gia hỏa vậy mà có thể dân mù đường đến loại trình độ này. May ra có chính mình chỉ đường, nếu như đem hắn một người bỏ vào Tây Hải vùng biến, chẳng phải đến mê đến thiên hoang địa lão. Trên thực tế, liễu ti nam lạc đường nguyên nhân ở chỗ không gian chi linh tác dụng phụ, cùng cố triều tịch nắm giữ luân hồi chi linh, mỗi lần trọng sinh mất đi quan trọng trí nhớ một dạng, ăn ác ma quả thực còn không biết bơi đây, cho nên đã thu hoạch được đặc thù năng lực, bị tước đoạt nào đó loại năng lực cũng hợp tình hợp lý. Vấn đề đến quân thường tiếu làm sao đánh rắm không có, phải biết hắn nhưng là nắm giữ hỏa linh cùng tà linh, tối thiểu đến có hai loại tác dụng phụ mới được nha, dưới tình huống bình thường, làm một số chuyện nào đó không cách nào lấy khoa học góc độ cho giải thích hợp lý, chúng ta bình thường xưng loại này hiện tượng vì da mặt vấn đề, lpvdt... Liễu đại ca, đến vạn cổ tông về sau, ta sẽ an bài thật kỹ ngươi một trận, lúc trước ăn cơm chiên đều là sớm chuẩn bị, đều đã nhiều ngày qua, đến lúc đó, để ngươi ăn trực tiếp, ăn nóng hổi, liễu đại ca không ngại ngàn dặm đưa ta trở về, bữa cơm này nhất định phải ăn bài, ngàn vạn không thể cự tuyệt, ta vạn cổ tông không có ưu điểm gì, thịt trụ phía trên tuyệt đối bao ăn no, chấm chấm chấm, quân thường tiếu nói một đường, liễu ti nam nghe một đường, mặt ngoài tuy nhiên sụp đổ, nhưng tâm lý có chút chờ mong, lạnh lẽo cơm chiên đều ăn ngon như vậy, cái này muốn ăn trực tiếp, không thể nghĩ, không thể nghĩ, vừa nghỉ thì chảy nước miếng vài ngày sau hai người rơi vào vạn cổ tông trước sơn môn nha đầu quân thường tiếu vừa mới tiến đến liền cất cao giọng nói có khách quý quan lâm nhanh chuẩn bị một bàn phong phú nhất đồ ăn chiêu đãi quân tông chủ không cần liễu ti nam miệng phía trên nói như vậy nhưng thân thể rất thành thật cùng đi theo đi vào ai thịnh tình không thể chối từ nha đồ ăn đường bắt đầu công việc lu bù lên tiền tống bảo phụ trách rửa rau mã vĩnh ninh phụ trách thái thịt người khác chuẩn bị các loại tài liệu cùng thực vật. Tông chủ nói khách quý lúc ngữ điệu rõ ràng tăng cường, cái này mang ý nghĩa nhất định phải lấy đắt nhất cấp bậc chiêu đãi, cho nên Liễu Uyển Thi cẩn thận đọc qua Trung Hoa sách dạy nấu ăn về sau, trực tiếp tuyển định cả bàn tiệc món ăn, xong. Cái này sợ liền thần tiên cũng khó khăn gánh vác A. À. Chấm chấm chấm. Chuẩn bị tiệc rượu cần thời gian. Quân thường tiếu thừa dịp thời gian rảnh mang liễu ti nam tại tông môn tản bộ sau cùng rất có dụng ý đi vào cố triều tịch đã từng ở lại đình viện hắn tuy nhiên đã ra đi nhưng viện tử rất sạch sẽ nên có định kỳ quét dọn huynh đệ quân thường tiếu ngồi sổng tại cửa ra vào đi thống nói ta đến nhìn người trong nháy mắt rơi lệ mặt mũi tràn đầy thật diễn kỹ không cần đi ấp ủ càng không cần dùng đạo cụ phụ trợ nhìn lấy cái kia giản dị tự nhiên đình viện cảm thụ lấy trong không khí thấu phát đại nghĩa khí tức liễu ti nam để xuống thạch quang một tay dán tại ở ngực trước, ánh mắt hiển hiện cao quý nhất kính ý, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hắn cố triều tịch làm đến, hắn cũng là đại anh hùng, hai người nhớ lại một hồi, liễu uyển thi thanh âm truyền đến, tông chủ, yến hội an bài tốt, liễu đại ca, quân thường tiếu nói, mời theo ta tiến về căn tinh, liễu ti nam chân thành nói, quân tông chủ, ngay ở chỗ này ăn đi, để cho liễu mổ kính cố tráng sĩ vài chén rượu, kính hắn trên trời có linh thiên, tốt. Ở chỗ này, nhất hắc nhị hắc chuyển đến cái bàn cùng cái ghế, lần lượt bưng lên từng đạo từng đạo tinh mỹ thức ăn, các loại hương khí tràn ngập tại trong đình viện, làm cho liễu ti nam tâm thần dập dần. Liễu đại ca, mời, mời, liễu ti nam cầm lấy đũa, cẩn thận phẩm một miệng đồ ăn, cả người linh hồn trong nháy mắt trôi hướng thương khung, trở lại lúc trước cố triều tịch nghĩa vô phản cố phóng tới chính tàu chiến hạm điểm mấu chốt, một lần nữa mắt thấy khiến người ta nổi lòng tôn kính hành động vĩ đại bữa cơm này ăn thời gian rất lâu, chi tiết thì không miêu tả. Nói tóm lại, ăn là tựa như ảo mộng. Yến hội sau khi kết thúc, Liễu Ti Nam nhẹ nhàng để đổ xuống, nhìn về phía đình viện phòng khách chính, nghiêm nghị nói, quân tông chủ, ta nguyện ý kế thừa cố tráng sĩ tinh thần, nguyện ý kế thừa hắn hiệp nghĩa. Chương 1564, cẩu thẳng mê chi tự tin, Liễu Ti Nam thỏa hiệp, không sai, đưa thân vào cố triều tịch đã từng ở lại đình viện, để hắn cảm nhận được một loại đại nghĩa, cho nên người mặc dù đã chết, nhưng phần này tinh thần cần phải thừa kế. Mạnh được yếu thua thế giới bên trong nói hiệp nghĩa, thực sự buồn cười buồn cười, nhưng luôn có người hội tin tưởng vững chắc. Liễu Ti Nam cũng là loại người này, hắn từ trước tới giờ không để ý khác người ánh mắt, cũng từ trước tới giờ không để ý bị người chế dẻo, cho nên tại đồ ăn sinh ra huyễn cảnh bên trong cảm nhận được cố triều tịch đại nghĩa về sau, quyết định nâng lên hắn đại kỳ, đi chánh thức bảo vệ, đi chánh thức đem kế thừa đi xuống, liễu đại ca. Quân thường tiếu chân thành nói, ta không biết ép buộc. Liễu ti nam nói, liễu mổ cam tâm tình nguyện, chỉ vì kéo dài cố tráng sĩ tinh thần. Tốt, quân thường tiếu đem thức ăn trên bàn toàn quét bay ra ngoài, lấy ra một tấm đơn nhập môn. Hào khí ngàn vạn nói, từ hôm nay trở đi, cố trưởng lão chức vị cùng tinh thần liền từ liễu đại ca đến kế thừa. Nếu như hắn trên trời có linh, khẳng định sẽ rất cảm thấy vui mừng, đáng thương cố triều tịch. Trước khi chết vì cẩu thẳng mang đến cảnh giới tăng lên, sau khi chết còn phải giúp đỡ hắn kéo người, ép khô chỉ có một tia giá trị, cái này chỉ sợ sẽ là huynh đệ sinh tử bên trong, sinh tử hàm nghĩa chân chính đi, nhìn về phía tản mát trên đất nước canh, liễu ti nam trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đau lòng, đĩa đồ ăn tuy nhiên ăn hết, nhưng canh cũng là nhân gian mỹ vị, cứ như vậy lãng phí hết, thực sự có chút hư mất của trời, chờ chút, hắn đến cùng bởi vì hiệp nghĩa, hay là bởi vì mỹ thực, ân. Cả hai chắc là đều có đi. Chấm 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 chủ phong phía trên đại điện còn tại sửa chữa và chế tạo, cho nên quân thường tiếu đem các đệ tử toàn triệu tập tại trên long thủ phong, cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, liễu ti nam đem thế chỗ cố triều tịch chức vị, trở thành ta vạn cổ tông tân nhậm trưởng lão, mọi người lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh, ba ba ba, chúng đệ tử vỗ tay, liễu ti nam đi đến đài, làm ấm giọng, phát biểu nhận chức cảm nghĩ, cố trưởng lão lúc còn sống chữ nghĩa đi đầu, hôm nay liễu mổ kế thừa hắn chức vị, chắc chắn sẽ đem loại này tinh thần truyền thừa kéo dài tiếp. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, nhận chức nghi thức sau khi kết thúc, Liễu Ti Nam đầu tiên tiến về căng tin, với tư cách một tên trưởng lão tự nhiên cần muốn chú ý thức ăn phía trên sự tình. Liễu đường chủ, thật là đúng dịp nha, ta cũng họ Liễu, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đồ ăn nếu như quá duy nhất dễ dàng chán ăn, Liễu đường chủ làm thêm mấy món ăn thế nào? Làm mấy đạo để ta nếm thử được chứ, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhập tông trước liễu ti nam biểu lộ nhập tông về sau liễu ti nam biểu lộ đến nơi đây cũng đại khái có thể đoán được lựa chọn lưu lại cũng không phải là kế thừa cố triều tịch đại nghĩa mà chính là kế thừa cái kia một phần khẩu vị chấm 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 liễu ti nam gia nhập để vạn cổ tông cao tầng thực lực lại lên một bậc thang trước mắt bao quát diêu mộng ánh cùng quỷ bát tướng tông môn đã có 10 tên tầm chân cảnh hơn nữa còn là đạt đến trung vị lại cầm giữ có không gian chi linh, chữ huyền tông môn có như thế đội hình sao, không có, coi như tại chữ chân cấp có tầm chân cảnh, cũng sẽ không nhiều như vậy, cho nên nói, phi thăng thượng giới 3 năm này nhiều, vạn cổ tông thực lực được đến tăng lên trên diện rộng, duy nhất thiếu khuyết cũng là bị tán đồng, ký chủ tông môn đỉnh phong lực lượng cùng trung kiên lực lượng đã lên tới, có thể phí tổn thành tựu giá trị đến đề thăng tông môn đẳng cấp. Hệ thống nói ra, ngoặc kép chấm 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 hoặc kép quân thường tiếu trợn mắt trừng một cái nói dùng tiền thăng cấp thật là gây rối tại hạ giới có đầy đủ thực lực chứng nhận quán tự mình phái người chứng nhận quả thực so đại gia còn dễ chịu thượng giới không có loại này cơ cấu tuy nhiên cũng có thể thăng nhưng cần muốn thành tựu giá trị rất có không nạp tiền ngươi chơi cái ý tứ thăng cấp vấn đề không lớn bởi vì theo bản mới đệ tử khu mua sắm đi ra các đệ tử làm nhiệm vụ nhiệt tình càng thêm tăng vọt quân thường tiếu đi tây hải thời điểm điểm cống hiến cùng thành tựu giá trị thì thủy chung đang gia tăng chỉ cần chờ đoạn thời gian là đủ nhưng là quan được đến hệ thống chứng nhận không chiếm được thế nhân chứng nhận nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành làm sao bây giờ năm đó chủ một nhiệm vụ quân thường tiếu đem tin vẫn đại lục cường giả cùng thế lực toàn triệu tập tới lấy một bộ ta lời nói giảng xong người nào đồng ý người nào phản đối thái độ mới đạt tới hoàn thành tiêu chuẩn đây không được ngồi tại thư phòng Xoa xoa huyệt Thái Dương nói, cần soát điểm tồn tại cảm giác để thế nhân tán đồng phương pháp tốt nhất, cũng là để bọn hắn biết ta vạn cổ tông có không sợ bất luận cái gì chữ huyền tông môn thực lực gần nhất có thể có cái gì luận võ đại hội loại hình hoạt động để các đệ tử xuất chiến truyền vạn cổ tông tên đâu? Quân Thường Tiếu nói liên tục khi dễ ngữ kiếm huyền tông cùng lăng đao huyền tông mang đến sức ảnh hưởng không đủ nổ tung, nếu có tương tự Long Hổ tranh Bá biến cố để đệ tử tham gia dũng đoạt 1, 2, 3, 4, 5. Tên thì Hoàng Mỹ, nhìn chung hạ giới, vạn cổ tông quật khởi con đường bắt đầu tại lịch dương thành tông môn thi đấu, lần lượt khiêu chiến thánh tuyền tông, bách hợp thánh tông, mãi đến long hổ tranh bá phía trên thu hoạch được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chiến tích từ đó đạt đến đỉnh phong, xem xét lại đi vào thượng giới 3 năm này, ra dáng giải đấu lớn đều không tham dự qua, tốt như vậy chữ thủy cơ hội, không phải quân thường tiếu không muốn đem nắm, mà chính là thật không có cái gì đại tái sự lúc trước tại thần thánh thành tổ chức hội nghị quy cách tuy cao nhưng đơn giản là lão đại tụ hội lê đường chủ đi vào tế vũ đường dò hỏi điều tra một chút thượng giới có hay không lấy đệ tử làm chủ giao đấu biến cố tốt nhất cực kỳ quy mô loại kia vâng lê lạc thu lập tức hành động ngày thứ hai cầm lấy một chồng chồng chất tình báo để lên bàn nói công chủ căn cứ điều tra thượng giới gần đây tổ chức luận võ biến cố cùng sở hữu 136 tràng, nhiều như vậy, quân thường tiếu nhất thời trừng to mắt, Lê Lạc Thu nói, đây là đi qua sàn chọn, lớn nhất quy mô, coi là rất nhiều tiểu hình biến cố tối thiểu đến có tốt mấy ngàn đi, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, quân thường tiếu mắt trợn trắng, hệ thống nói, còn chờ cái gì, để đệ tử toàn tham gia, một người một chương thỏa thỏa kéo đến đại kết cục, đúng, Lê Lạc Thu nói, Mười năm sau có một cái tên là con cưng của Thiên Địa chiến tướng hội tổ chức quy mô vô cùng to lớn, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất võ giả hội được phong con cưng của Thiên Địa xưng hào. A, à, Quân Thường tiếu ứng một tiếng, nếu như là gần đây tổ chức biến cố, hắn có thể sẽ rất tâm động, nhưng 10 năm sau mới tổ chức, tông môn đều vô địch tại thế còn phái đệ tử đánh cái cái lông a. 10 năm sau, vô địch tại thế, hệ thống sụp đổ nói, đây là thật tự tin a. Có điều, Lê Lạc Thu nói bổ sung Tham gia con cưng của Thiên Địa chiến điều kiện là tuổi tác không được vượt qua 500 tuổi, cũng nắm giữ tầm chân cảnh tu vi, cao như vậy. Quân Thường Tiếu ngạc nhiên, trong tông môn trừ bộ phận đệ tử bên ngoài, tuổi tác lên đều phù hợp, nhưng nhất định phải nắm giữ tầm chân cảnh mới có thể tham gia, thì trước mắt mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Diêu Mộng Oánh có thể tham gia. Lê Lạc Thu lại nói, chỉ cần phù hợp điều kiện, bất kỳ người nào đều có thể tham gia con cưng của Thiên Địa chiến bổn tọa cũng có thể tham gia, từng, quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, có chút ý tứ nha, vượt qua đến bây giờ, cẩu thẳng không có tham gia qua biến cố, bởi vì bất luận cái gì thế giới chỉ tổ chức tông môn đệ tử chi chiến, bất lực làm tông chủ chi chiến, nhiều lắm là tại một ít lão đại trong hội nghị luận bàn một chút, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt, ta như tham gia con cưng của thiên địa chiến, người khác chỉ có thể tranh giành người thứ hai. Bình bình đạm đạm lời nói từ quân thường tiếu trong miệng nói ra, đi bộc lộ ra rất cường liệt trang bức khí tức. Hệ thống sụp đổ nói, đây là ai cho hắn tự tin. Chương 1565, mới tin người làm công online. Quân thường tiếu rất tự tin, nhưng trước mắt việc cấp bách vẫn là nhanh vượt qua hư nhược kỳ, cho nên ngoan ngoãn tiến vào thời không bí cảnh. Liễu Ti Nam thì bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, mỗi ngày đều thưởng thức Liễu Uyển Thi làm đồ ăn, tự hồ quên chính mình là diệt ma sư, còn có trừ ma vệ đạo trách nhiệm. Đương nhiên, không vẻn vẹn chỉ có đồ ăn mang đến cho hắn rung động. Tiếp theo lần lượt tiếp xúc vạn cổ tông các loại tu luyện thiết trí, dường như phát hiện tân đại lục, lại dường như đẩy ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn, thật không thể tin, quá bất khả tư nghị, theo sinh tử bí cảnh đi tới, liễu ti nam nhớ lại mới vừa rồi bị cường hãn yêu thú miễu sát một màn, nhất thời cho chuyên nghiệp đánh giá, địa ngục hình thức tuyệt đối có thể so với nhất đẳng cấm địa, ta đi, theo bên cạnh đi ngang qua tô tiểu mạch trừng to mắt. Bản mới sinh tử bí cảnh tồn tại có đoạn thời gian, tất cả mọi người là khiêu chiến đơn giản cùng phổ thông hình thức, cái này mới tới trưởng lão vậy mà khiêu chiến địa ngục hình thức, đầy đủ mãnh liệt, bí cảnh khiêu chiến thất bại, sẽ phải gánh chịu suy yếu trừng phạt. Liễu Ti Nam trong phòng nằm cả ngày, mãi đến trạng thái khôi phục lại đi khiêu chiến khó khăn hình thức, thành công là thành công, nhưng nỗ lực không nhỏ đại giới, giá trị, bởi vì các phương diện tăng lên rõ rệt, có loại này thích hợp với lịch luyện bí cảnh, cảnh giới lo gì đề thăng không lên đến đâu, ha ha, ha ha ha, liễu ti nam đứng tại bí cảnh bên ngoài ngửa đầu cười to, hấp dẫn vừa vặn đi ngang qua tên là mau đường nhỏ đệ tử chú ý, thầm nghĩ, quả nhiên, cái này mới tới trưởng lão theo cũng thấy qua việc đời nha, hắn là ngoại môn đệ tử, ngày thường theo độ nang cùng một chỗ quét dọn vệ sinh, cho nên không có chút cảm giác tồn tại, có điều, bởi vì vì muốn tốt cho nhập môn mấy năm, đối với các loại tông môn thiết bị như lòng bàn tay, thậm chí đều trở thành quen thuộc, dù là tông chủ xuất ra cái gì mới đồ chơi đến cũng sẽ không kinh ngạc, liễu ti nam khác biệt, hắn cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng lần thứ nhất tiếp xúc tông môn thiết bị, tại ý thức đến đối võ đạo có cực trợ giúp cao trợ, tự nhiên khống chế không nổi tâm tình, tâm tình khống chế không nổi còn ở phía sau, bởi vì lại lần lượt phục dụng các loại đan dược, tu luyện các loại vũ kỹ, càng đại thiên phân ảnh quyết, quả thực là một loại thích ứng tại các phương diện toàn năng thần kỹ A liễu đại ca theo bí cảnh trở về trạng thái khôi phục quân thường tiếu dò hỏi gia nhập tông môn về sau cảm giác như thế nào thật không thể tin không thể tin bất luận cái gì từ ngữ đều đã không cách nào để hình dung liễu ti nam rung động trong lòng nếu như không có cố triều tịch đại nghĩa không có liễu uyển thi đồ ăn lại cho hắn một lần cơ hội lựa chọn khẳng định còn sẽ trở thành vạn cổ tông trưởng lão liễu đại ca quân thường tiếu nói ngươi tuy nhiên nhập tông môn nhưng có tuyệt đối tự do có thể tùy thời ra ngoài trảm yêu trừ ma, cái này, liễu ti nam cân nhắc sau một hồi, nói, lại ở vài ngày, các loại thiết bị, các loại đan dược, các món ăn ngon, tuy nhiên để hắn lưu luyến quên về, nhưng với tư cách là diệt ma sư, chức trách sẽ không quên, quân thường tiếu tôn trọng hắn, cho phép hắn rời đi tông môn đi làm chính mình sự tình, nhưng là, có tiền đề, liễu đại ca, quân thường tiếu quăng ra một đống tình báo, nói, ta dự định để các đệ tử đi tham gia mỗi cái thành trì tổ chức luận võ, ngươi dù sao cũng muốn du lịch thiên hạ, không bằng lĩnh lấy bọn hắn đi tham gia đi. Với tư cách có thân phận diệt ma sư lại thực lực mạnh, để hắn mang đệ tử đi tham gia các loại trận đấu thỏa thỏa rất an toàn, được, liễu ti nam đồng ý, trừ ma vệ đạo vốn là muốn khắp thế giới khắp nơi tản bộ, dẫn bọn hắn đi cũng không có gì đáng ngại, đến, hệ thống nói, mới tin người làm công online, chấm chấm chấm, qua mấy ngày. Liễu Ti Nam quen thuộc tông môn hết thảy, mang theo lục thiên thiên, tiêu tội kỹ cùng tô tiểu mạc các đệ tử rời đi vạn cổ tông, trước khi đi đựng không ít cơm chiên, mỗi được vài trăm dặm liền sẽ ngồi xuống ăn một bữa, Mỹ Danh nói, đói, Lý Thanh Dương không có đi, bởi vì muốn kiến tạo đại điện, dạ tinh thần không có đi, bởi vì điên cuồng hơn tu luyện, tông môn đẳng cấp được đến hệ thống chứng nhận, được đến thượng giới thế lực chứng nhận, hẳn là sẽ cho phong phú khen thưởng A quân thường tiếu ngồi trong thư phòng nói một mình. Tiếp đó, hắn không có chuyện gì có thể làm, cho nên thường xuyên ẩn hiện y dược đường, chú tạo đường, luyện độc đường, tùy thời giải học cấp tốc đan, chiến giáp, cùng không người khống chế kỹ thuật tiến triển. Ba năm, tinh linh giới liền sẽ đánh tới, nhất định phải có đầy đủ thực lực đi bảo hộ tông môn không nhận xâm phạm. Đây chính là quân thường tiếu. Một cái chỉ cần qua hư nhược kỳ thì ngay lập tức sẽ tập trung trong công việc chân nam nhân. Chấm chấm chấm. Băng mang thành chỉ từ tên thì nghe được, đây là một cái bị băng tuyết bao trùm thành trì. Giờ phút này, nội thành trung ương sân đấu võ ghế khán giả hội tụ mấy trăm ngàn võ giả, nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm trên diễn võ trường tựa như ngạo mai giống như biển chuyển bóng người. Cái này vạn cổ tông đệ tử thật xinh đẹp, dường như cùng băng tuyết ngập trời hòa làm một thể, đẹp như thế nữ nhân, làm sao nhẫn tâm phái ra chém chém giết giết đâu. Mọi người nghị luận lục thiên thiên nghe đến, nhưng băng lãnh mặt cùng con ngươi trong suốt thủy chung không có bất kỳ tâm tình gì lưu động, tựa như một tôn hoàng mỹ không một tỳ vết tượng băng cao vút mà đứng, nữ nhân vẻ đẹp, có khi cần hoàn cảnh đến phụ trợ. Giờ phút này, thân ở băng tuyết chi thành lục thiên thiên, cao lạnh khí chất đã đạt đến cực hạn, chưa chắc sẽ bại bởi mặt lễ phục hoa hồng, chật chật, liễu ti nam ở trong lòng phê bình, cái này đại đệ tử đối băng hệ lý giải, tự hồ có thành tựu cực cao nha, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép ngồi ở bên cạnh các tông môn lão đại khóe miệng co giật bọn họ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ cái này giới đường diệt ma sư lúc nào thành vạn cổ tông trưởng lão còn mang đệ tử trước tới tham gia mấy năm một giới băng mang hội võ đâu vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu trọng tài tuyên bố cô nương vừa đi lên sân khấu kẻ dự thi gãi gãi đầu cười nói tuy nhiên ngươi là nữ nhân nhưng đã tới tham gia hội võ cũng đừng trách ta bành nói còn chưa dứt lời liền bị một luồng hơi lạnh đánh bay ra ngoài. Vạn cổ tông đệ tử, lục thiên thiên chiến thắng. Tiếp đó, trọng tài tuyên bố âm thanh đem sẽ kéo dài tiến hành tiếp, bởi vì vòng thứ hai, vòng thứ ba. Chỉ cần lục thiên thiên xuất chiến, vô luận đối thủ thực lực mạnh yếu, đều không ngoại lệ đều bị miễu sát. Đây cũng quá mạnh đi, không ai có thể vượt qua nàng một chiêu. Chuyển đang cảnh, mọi người khiếp sợ không thôi. Liễu ti nam lắc đầu, thầm nghĩ, tông chủ phái loại thực lực này đệ tử tới tham gia băng mang hội võ, quả thực có chút đại tài tiểu dụng, trận chung kết cục, lục thiên thiên vẫn như cũ là miễu sát đối thủ thu hoạch được vô địch, cái này khiến tân tân khổ khổ đến đây quan chiến võ giả sụp đổ, dù sao cả tràng đánh xuống tuyệt không đặc sắc, thậm chí vô cùng buồn tẻ không thú vị, trả vé, ta muốn trả vé, chấm chấm chấm, đinh. Đệ tử lục thiên thiên đoạt được băng mang hội võ vô địch, khen thưởng 100 điểm danh vọng trị, đinh tông môn danh vọng trị, 2100, không phải đâu, ngồi trong thư phòng quân thường tiếu để xuống giang hồ tái kiến viết tiểu thuyết, sụp đổ nói, chỉ cấp 100 điểm, có cũng không tệ, hệ thống nói, khác không biết đủ, tốt a à, quân thường tiếu lần nữa cầm lấy tiểu thuyết, một bên nhìn một bên gạt lệ nói, tác giả này viết quá bi kịch, lão tử đều nhìn khóc nhiều lần, chấm chấm chấm, đinh, đệ tử tô tiểu mạc đoạt được 20 thi đấu vô địch, khen thưởng 100 điểm danh vọng trị, đinh. Đệ tử Hà vô địch đoạt được 20 biến cố vô địch, khen thưởng 100 điểm danh vọng trị. Tiếp theo một đoạn thời gian, quân thường tiếu bên tai thường xuyên truyền đến nhắc nhở âm thanh, nguyên bản phàn nàng tâm tính dần dần nhạt đi, dù sao ít là ít điểm, nhưng không ngăn nổi góp gió thành bão. a à, thế giới này là cỡ nào mỹ diệu, chương 1566, tấn thăng huyền tông, các đệ tử làm người làm công điên cùng thi đấu, quân thường tiếu tại tông môn ngồi thu danh vọng trị, cuộc sống tạm bỡ qua lại tư nhuận lại dễ chịu, ngoại giới bắt đầu sôi trào, nếu như chỉ là cầm một cái hội võ vô địch, ngược lại không có gì quá kỳ quái, nhưng là, thời gian nửa tháng, các đại thành trì lần lượt tổ chức biến cố đều bị vạn cổ tông đệ tử hái được thứ nhất, tin tức dần dần truyền ra khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn, ta thiên, kim ấn thành thi đấu vô địch cũng bị vạn cổ tông cho cướp đi, đây đã là cái thứ 10 đi. Ta nghe nói trận đấu quá trình tất cả đều là nghiền ép, rất nhiều kẻ dự thi thậm chí đều không kháng qua chiêu thứ hai thì bại trận nhất làm cho thế nhân chấn kinh là đoạt được vô địch đệ tử không là một người mà là một đám người cái này đại biểu vạn cổ tông phổ biến tung lưới thức tham gia các hạng biến cố chỉ cần tham gia thì nhất định đoạt giải quán quân không cho hắn tông môn một chút đường sống thật đáng sợ chẳng lẽ vạn cổ tông đệ tử thực lực từng cái đều siêu cường nghe nói dự thi tất cả đều là chuyển đan cảnh một cái tông môn có thiên tư trác tuyệt đệ tử tham gia biết võ đoạt được thứ nhất rất bình thường, nhưng nhiều đệ tử như vậy đoạt được các biến cố vô địch, liền có chút kinh hải thế tục, kết hợp lúc trước vạn cổ tông tìm ngự kiếm huyền tông cùng lăng đao huyền tông phiền phức, rất nhiều võ giả bắt đầu nhìn thẳng vào một vấn đề, cái kia chính là vạn cổ tông hiện tại thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh cỡ nào, chữ huyền cấp không có chạy, ta cảm thấy lấy không ngừng, hắn huyền tông tham gia nhiều như vậy biến cố, chưa hẳn đều có thể cầm vô địch. Theo liễu ti nam chỉ huy đệ tử tiếp tục tham gia biến cố cũng đoạt được vô địch, có quan hệ vạn cổ tông thực lực vấn đề thành vì thượng giới nghị luận nhiều chuyện nhất, chữ huyền cấp là trước mắt được mọi người lớn nhất chứng nhận, đến mức chữ chân cấp, không thể chỉ dựa vào đệ tử đoạt giải quán quân liền có thể đạt đến, còn cần thể hiện ra cao tầng chiến đấu lực phong thái, tông chủ, lê lạc thu đến đưa tin, ngoại giới đều đang nghị luận chúng ta tông môn, cho rằng nắm giữ chữ huyền cấp thực lực quân thường tiếu tuyệt không ngoài ý muốn phái lục thiên thiên cùng tô tiểu mặt bọn họ tham gia các loại biến cố chính là muốn để người đời biết ta vạn cổ tông muốn đoạt quan quả thật lấy đồ trong túi nếu như cái này đều không ý thức được vấn đề gì cái kia liền mau đi trị trị não tử tiếp theo quân thường tiếu kéo ra số liệu mặt bản nhìn lấy gần nhất lại tăng lên không ít thành tựu giá trị thầm nghĩ chỉ chờ hệ thống chứng nhận thượng giới chứng nhận dựa vào thực lực hệ thống chứng nhận dựa vào tài lực chỉ cần có đầy đủ thành tựu giá trị, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Chấm, chấm chấm Quân thường tiếu không có triệu hồi đệ tử, tiếp tục để bọn hắn bên ngoài thi đấu, dùng thực lực tuyệt đối đến để thế nhân chứng nhận vạn cổ tông đã đạt đến chữ huyền cấp. Một tháng sau, Lục Thiên Thiên cùng Tô Tiểu Mạc bọn người đoạt được vô địch không dưới 30, có thể nói theo đông đánh tới tây, theo nam đánh tới bắc, những nơi đi qua không người là đối thủ đến mức danh vọng trị cũng từ vừa mới bắt đầu 2.000 điểm tăng lên tới 5.000 điểm. Điểm cống hiến hệ thống đã gần đến hồ sập bàn, danh vọng trị hệ thống mới tiểu hà vừa lộ góc nhọn nhọn, theo không ngừng đổi mới, khu mua sắm lần lượt xuất hiện đạo cụ nhất định phải dùng danh vọng trị mới có thể mua được, không phải trước kia loại kia hỗn hợp trị số, thay thế chi thế, không thể nghịch chuyển, cuối cùng sẽ có một ngày điểm cống hiến hội nước mắt tuôn đầy mặt nói, huynh đệ, ta muốn rút lui, danh vọng trị nghiêm nghị nói, Ta, ta sẽ kế thừa ngươi tinh thần, vì cẩu thẳng cung cấp càng nhiều treo ngọn nguồn, ngươi an tâm đi thôi. Trường gian sống sau đè sống trước, sống trước chết tại trên bờ cát. Chấm chấm chấm. Nửa năm, không tính là quá lâu, bất tri bất giác liền đi qua. Lục Thiên Thiên cùng Tô Tiểu Mạc bọn người đã sớm trở về, bọn họ hết thảy cầm 50 cái vô địch, đem tông môn chi uy triệt để dương danh cả giới, tùy tiện tìm võ giả hỏi thăm, vạn cổ tông cái gì tầng thứ, được đến đáp án khẳng định là chữ huyền cấp đạp, sinh tử bí cảnh bên ngoài, dạ tinh thần đi tới, cái tráng phủ đầy mồ hôi. Nửa năm qua này hắn không có đi thi đấu, toàn tâm toàn ý dùng cho võ đạo tu luyện, cảnh giới theo tứ chuyển bước vào ngũ chuyển. Bởi vì có 10 năm ước hẹn, tông môn tư nguyên tất cả đều dùng tại A Ngưu trên thân, lúc này mới có thể ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian tăng lên một chuyển. Long thủ phong, hoàn toàn mới đại điện tu kiến hoàn tất, với tư cách tông môn mặt mũi, khẳng định không thể nhiều lần cải tạo. Lý Thanh Dương lần này thiết kế vô cùng rộng rãi đại khí, cam đoan thời gian rất lâu không biết tục hậu, trước kia vạn cổ tông tuy nhiên cho người ta một loại tráng lệ cảm giác, nhưng chung quy có chút quá vào thế tục hóa, hôm nay chủ phong đi qua trên diện rộng sửa đổi, tăng thêm các loại trân quý thảm thực vật tô điểm, không chỉ có tràn ngập tinh thần phấn chấn, còn tràn ngập tiên khí, không tệ, quân thường tiếu rất hài lòng, cạch cạch trên diễn võ trường, mấy nhà diabo tại độ nan chỉ huy dưới đâu vào đấy quét sạch kiến trúc phế liệu. Tại Thái Huyền lão nhân không ngừng nghiên cứu một chút, cơ giáp số lượng đã tăng lên tới 3.000 đài, lại bởi vì toàn bộ bố trí linh hồn trận pháp, có thể làm được không người điều khiển. Diabo vốn là dùng cho chiến đấu, cân nhắc đến có thế hao tổn phương diện được đến khống chế, quân thường tiếu để một bộ phận phụ trách tông môn nội vụ, chánh thức làm đến tòng quân sự tình chuyển thành dân dụng. Trong lúc đó, nhất chuyển tốc thành đan cũng sinh sản không ít, dùng qua trình rất thống khổ nhưng rất nhiều đệ tử bằng đột phá này đến chuyển đang cảnh. Căn cứ mới nhất thống kê, một chuyển nhân số, đã đột phá đến 2.000, không đến 200 ngày thời gian bên trong, vạn cổ tông chỉnh thể thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ phát triển nhanh đến khiến người ta liếu lưỡi. Đáng tiếc, các phương diện đều có tăng lên, duy chỉ có quân thường tiếu kẹt tại đỉnh phong chuyển đan cảnh, từ đầu đến cuối không có phát động đột phá tầm chân cảnh sử thi nhiệm vụ. Đinh Đệ tử mau đường nhỏ quét dọn nhà xí 100 lần, hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được 10 điểm điểm cống hiến, 10 thành tựu giá trị, đinh. Tông môn điểm cống hiến, 6703200, đinh. Tông môn thành tựu giá trị, 10 triệu, bên tai lần nữa truyền đến đề thăng âm thanh, cẩu thẳng trên mặt hiện ra mỉm cười, thành tựu giá trị, rốt cục phá ngàn vạn, xoát, kéo ra hệ thống số liệu mặt bản, không chút do dự điểm tại tông môn đẳng cấp phía trên, bắn ra phải chăng phí tổn ngàn vạn thành tựu giá trị tăng lên tuyển hạng tới, là, đinh. Hao phí ngàn vạn thành tựu giá trị dùng cho tăng lên đẳng cấp, đinh. Tông môn thành tựu giá trị, không, đinh. Ngay tại kiểm trắc phải chăng đạt tiêu chuẩn, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quân thường tiếu kém chút mắng chửi người, ta mẹ nó tiền đều tiêu xài, còn kiểm trắc cái rắm A, đinh. Tông môn được đến thượng giới thế lực tán đồng, phù hợp tăng lên tiêu chuẩn, vạn cổ tối cường tông tấn thăng làm huyền tông. Quả nhiên, quân thường tiếu nói, dùng tiền chưa hẳn liền có thể tăng lên, còn phải muốn lấy được chứng nhận. Hệ thống nói, còn không phải thành công A. À. Cậu thí, quân thường tiếu gầm thét lên, nếu như không có phái các đệ tử ra ngoài thi đấu, đần độn u mê thăng cấp lại không phù hợp tiêu chuẩn, thành tựu giá trị khẳng định bỏ phí. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hệ thống trầm mặt, tuy nhiên không muốn đi thừa nhận, nhưng hoặc là thật có khả năng này. Đinh tông môn tăng lên huyền tông, thu hoạch được danh vọng trị 10.000 điểm, thu hoạch được trí tôn hàng hóa quyền mua một, thu hoạch được cửu thiên thần thạch một, thu hoạch được nơi xa long tâm một, soát, quân thường tiếu từ trên ghế nhảy dựng lên, biểu lộ theo ngốc trệ dần dần hóa thành cuồng hỷ. hắn nghĩ tới, tông môn tăng lên tới chữ huyền cấp sẽ có khen thưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ cho như vậy phong phú, 10.000 điểm danh vọng trị, trí tôn hàng hóa, hai cái dù là cho một đều siêu kiếm lời. Sướng hay không? thoải mái, quân thường tiếu trên mặt mỉm cười tựa như cúc hoa đua nở, sau đó mở ra cột mua hàng cột, điểm tại trí tôn trên hàng hóa, nhưng lại trong nháy mắt ngưng động, bởi vì ít giá vì 12.000 danh vọng trị, mẹ trứng, khen thưởng danh vọng trị không đủ mua, chính mình còn phải bồi thường 2.000 điểm, chương 1567, đại nhật như lai thần trưởng. Chí tôn hàng hóa cần 12.000 điểm danh vọng trị mới có thể mua lại, thật sự là rất quý, dù sao khu mua sắm rất nhiều hàng hóa cũng mới 500 chừng 1 ngàn, quý có quý đạo lý, quý có quý chỗ tốt, đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, quân thường tiếu vẫn là nghiến răng nghiến lợi lựa chọn mua sắm, đinh. Ký chủ tiêu phí 12.000 điểm danh vọng trị, thu hoạch được trí tôn hàng hóa một đã chuyển vận đến trong không gian giới chỉ, đinh. Tông môn danh vọng trị, 8.000, xoát, linh niệm dung nhập không gian giới chỉ, dừng ở có khách dấu chấm hỏi hộp lớn trước, thành kính cầu khẩn, các lộ thần tiên phù hộ, mở ra một đống thần khí thần trang đi, thân thủ sờ tới, mặt ngoài dập dần kim quang, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại nhật như lai thần trưởng một, trước mắt hộp lớn đã hóa thành hư vô, một bản ố vàng sách cổ rơi vào quân thường tiếu trên tay, đại nhật như lai thần trưởng. Cái này khiến hắn nghĩ tới công phu bên trong tinh gia một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, trực tiếp giải quyết hỏa vân tà thần hình ảnh, sau đó ánh mắt nóng rực lật xem quả nhiên, theo giới thiệu đến xem, thật có điểm tương tự, nhưng để quân thường tiếu phiền muộn là, kéo ra số liệu mặt bản, không cách nào ghép đôi đến tông môn công pháp phía trên, cái này đại biểu chỉ thích dùng chính mình, cũng không thích hợp tại cao tầng cùng đệ tử, theo đắc như vậy chí tôn hàng hóa mở ra, học thành sau uy lực khẳng định mạnh. Thu hồi linh niệm trở lại về thư phòng, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, rất khó khăn, nghiên cứu một đêm, quân thường tiếu sụp đổ đại nhật như lai thần trưởng theo chiêu thức cùng khẩu quyết đến xem, hẳn là không chỗ đặc biệt gì, nhưng chánh thức lĩnh ngộ lên, lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm ảo nghĩa, muốn tu luyện có thành tựu tuyệt không phải một lát, phí tổn hơn 10.000 danh vọng trị mua một cái khó học khó tin võ kỹ, thấy thế nào làm sao thua thiệt nha, ai, quân thường tiếu lắc đầu thở dài, thăng cấp huyền tông sau còn đưa cửu thiên thần thạch cùng địa giác long tâm, một cái tương tự khoáng thạch, một cái tương tự dược tài, nghe tên phải rất khá, nhưng đến cùng có giá trị gì đâu. Hệ thống nói, có lẽ về sau có thế phát huy được tác dụng đây. Hy vọng đi, quân thường tiếu tựa lưng vào ghế ngồi, bất đắc dĩ nói, lần này thăng cấp khen thưởng đồ vật, không có mang đến cho ta thực chất tính trợ giúp, chí ít tông môn bước chữ huyền cấp, khoảng cách chữ tiên cấp. Phốc ha ha. Hệ thống nhịn không được cười một trận, dù sao đằng sau có chữ chân cùng chữ đạo, còn kém xa lắm, rất khó khăn, thượng giới nhiệm vụ chính tuyến rất khó khăn lời này muốn để ma tổ nghe đến khẳng định phun hắn một mặt ngụm nước, ngươi còn có thể có ta khó. Bị nhốt ma vọng vực hơn nửa năm, lần lượt bố trí tốt mấy lần truyền tống trận pháp cuối cùng đều là thất bại, không đúng, không đúng, khẳng định có cái gì chi tiết sơ sẩy, lần lượt bố trí đổi tới một lần lần thất bại, ma tổ cũng không có nhục chí, tiếp tục suy nghĩ trận pháp lộ tuyến, đại gia, khác lãng phí thời gian, ngươi không phải sơ sẩy chi tiết, mà chính là một cái điểm khác sớm không, thậm chí cả tòa linh ẩn đảo cũng hóa thành hư vô, dù là bố trí thiên hoang địa lão cũng không có khả năng thành công. Chấm chấm chấm. Nửa năm qua này, thượng giới rất bình tĩnh, càng tán nguyệt các tựa như đột nhiên tiêu thanh mịch tích, để giới đường qua rất nhàn hạ. Cả giới cũng không biết rõ cái này tồn tại vĩnh cửu thần bí thế lực ngầm, đã bị quân thường tiếu diệt đi đại bộ phận, thập đại tiên tông còn tại ngốc nghiêm mặt phái người tìm kiếm đây, diệt đi đại bộ phận, chẳng lẽ có bỏ sót, không tệ tán nguyệt các còn may mắn người còn sống. Lúc đó ma tổ lựa chọn đi linh ẩn đảo lánh nạn, chỉ đem đi tổng bộ thành viên, còn có rất nhiều phân đà thành viên không có chạy đến. Bên trong thì có từng phụ trách chủ trì 10 đại tiên thiên ma thể người nắm giữ tiếng vào ma vọng vực đại hộ Pháp, cùng hắn mấy trăm tên thủ hạ, hô, hô, tây hải vùng biến phía trên, gió lớn ào ạt, à. đại hộ Pháp tay cầm lệnh bài, biểu hiện trên mặt hiện lên mờ mịt hình. Bên cạnh hắc bào lão giả vô cùng khó hiểu nói, chúng ta đều tìm một cái nguyệt, thủy chung không thấy linh ẩn đảo, sẽ tới hay không sai chỗ, không có khả năng. Đại hộ Pháp lấy kết luận khẩu khí nói, ngay tại vùng biển này, tìm, tỉ mỉ tìm, vâng, thủ hạ chỉ có thể tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm, kết quả lại tìm mấy tháng, vẫn là không tìm được linh ẩn đảo, lo lắng bị thập đại tiên tông phát hiện, chỉ có thể rời đi tìm một chỗ che giấu. Đại hộ Pháp, hắc bào lão nhân lo lắng nói, tổng bộ đã thật lâu không có cùng chúng ta liên hệ, sẽ không xuất hiện biến cố gì a ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đại hộ pháp trầm mặt vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới tình huống bình thường tổng bộ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới tình báo hôm nay mau qua tới gần một năm thủy chung không tin tức kết hợp với chậm chạp tìm không thấy linh ẩn đảo bên trong nhất định là có chuyện phát sinh có thể hay không giảng muốn nói lại thôi hắc bào lão giả vẫn là đem lời trong lòng nói ra thập đại tiên tông phát hiện linh ẩn đảo đem chúng ta người toàn đại hộ pháp lâm vào trầm tư trầm giọng nói không bài trừ khả năng này ma tổ đại nhân hắn không biết đại hộ pháp đoán ra hắc bào lão giả muốn nói cái gì ngắt lời nói ma tộc đại nhân tuy nhiên vừa phục sinh nhưng cũng không phải thập đại tiên tông liền có thể tùy tiện mạt sát bởi vì thuộc về tín ngưỡng cho nên không não sùng bái ai hắc bào lão giả lắc đầu nói vậy làm sao không có bất cứ tin tức gì nếu như tổng bộ bị thập đại tiên tông phát hiện chúng ta lại chậm chạp không có bị ma tổ đại nhân triệu hoán, chỉ có một cái khả năng. Đại hộ Pháp ngữ khí ngưng trọng nói, lão nhân gia ông ta sớm tiến vào ma vọng vực, đừng nói, đại hộ Pháp đoán rất đúng, ma tổ ngay tại ma vọng vực, nhưng đi vào nguyên nhân cũng không phải là bị thập đại tiên tông truy sát, cùng đường mặt lộ đi vào, mà là mình hấp tấp chui vào, đã như vậy, hắc bào lão giả nói, vì sao không kêu gọi ta chờ, khả năng có hai loại nguyên nhân, một, ma tổ cùng thập đại tiên tông giao thủ qua, về sau bị thương tiến vào ma vọng vực, giờ phút này ngay tại điều dưỡng, cho nên khó nhìn trái phải. Hai, thập đại tiên tông lấy đặc thù chi pháp gia cố ma vọng vực phong ấn, ma tổ đại nhân khó có thể từ nội bộ phá vỡ. Hắc bào lão giả nói, đại hộ pháp cho rằng là loại nào nguyên nhân, đại hộ pháp cân nhắc một hồi, nói, ma tổ đại nhân đã có đi vào biện pháp, nhất định sẽ kêu gọi chúng ta, hôm nay chậm chạp không có tin tức rất có thể là cái nguyên nhân thứ hai, bị vây ở ma vọng vượt ra không được. Gia hỏa này suy đoán nhìn qua rất chuyên nghiệp, thực cùng chân tướng đi ngược lại, bởi vì căn bản cùng thập đại tiên tông không quan hệ, nhưng là sau cùng phán đoán rất chính xác, mà tổ xác thực bị nhốt ở bên trong, chúng ta nên làm cái gì, còn có thể làm sao, ý nghĩ phá vỡ phong ấn nha, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Hắc bào lão nhân khóe miệng nhỏ quốc nói, thập đại tiên tông bố trí phong ấn, tồn tại 100.000 năm đều không thể rung chuyển, hôm nay lại bị gia cố, chúng ta làm sao phá mất, trăm giày cuối cùng cũng có một sơ. Đại hộ Pháp ngữ khí kiên định nói, phong ấn khẳng định tồn tại sơ hở. Chấm chấm chấm. Vạn cổ tông, quân thường tiếu lần nữa tiến vào thời không bí cảnh. Mấy tháng nay, chỉ cần CD vừa khôi phục, hắn chủng hội đi vào lĩnh ngộ đại nhật như lai thần trưởng, rốt cục lấy được rõ ràng tiến triển, quy lực như thế nào. Chiêu thức mạnh hay không khẳng định cần thực chiến để chứng minh, cho nên quân thường tiếu theo thời không bí cảnh đi ra, dự định đi linh thú phong tìm tử đường chủ đến luyện tay một chút, tông chủ, thế mà, vừa tới đến linh thú đường, Lê Lạc Thu gấp rút truyền âm âm thanh tại bên tai vang lên, liễu trưởng lão ở bên ngoài gặp phải phiền phức lớn, chương 1568, vạn thọ yêu vương, hưu, thông cổ chiến thuyền lái rời vạn cổ tông, căn cứ vừa mới được đến tình báo mới nhất, Liễu Ti Nam ở bên ngoài gặp phải phiền phức, cần tông môn nhanh trợ giúp. Quân thường tiếu tuy nhiên trước tiên hành động, nhưng nội tâm rất sụp đổ. Vốn cho rằng chiêu mộ một thực lực cực mạnh diệt ma sư, có thể tới bảo hộ tông môn. Hiện tại ngược lại tốt, còn phải phái người đi bảo hộ hắn. Cái này tính toán chuyện gì đâu, có thể uy hiếp được liễu trưởng lão. Cái này phiền phức khẳng định lớn. Hoa hồng ngưng trọng nói, nàng không chỉ có tới, dư mộng ánh cùng quỷ bát tướng cũng tới. Bởi vậy có thể thấy, quân thường tiếu cũng ý thức được có thể cho liễu ti nam mang đến phiền phức, tình huống khẳng định không cho nên mang đến tông môn tối cao cấp lực lượng. Người nào sao mà to gan như vậy, dám trêu chọc diệt ma sư, có phải hay không là ma tu đâu, có khả năng, liễu ti nam lâu dài trừ ma vệ đạo, gặp phải không giải quyết được ma tu tự hồ rất bình thường. Hừ, quân thường tiếu cười lạnh nói, dám chọc ta vạn cổ tông người, quản hắn ma tu vẫn là tà tu, hết thảy một gạch cuột ngã, bao che cho con là hắn đặc sắc đến chết không biết sửa đổi lê đường chủ cho phương vị chính xác thông cổ chiến thuyền một đường phi hành tốc độ cao hoàn toàn không để ý tới năng lượng tiêu hao để quân thường tiếu sụp đổ là căn cứ tô tiểu mạc chỗ nói lúc đó cùng liễu trưởng lão phân biệt người tại cực bắc chi địa hôm nay bao nhiêu tháng chạy thế nào đến cực nam chi địa đi còn phải hỏi khẳng định lạc đường lúc trước nếu không có đệ tử đi cùng liễu ti nam có thế đem bọn hắn dẫn tới chân trời góc biển lão ca ngươi có chút khiến người ta không bớt lo nha. Chấm chấm chấm. Oanh, oanh, cực nam chi địa trong một vùng sơn cốc, bạo liệt chiến đấu âm thanh điên cùng vang lên, bốn phía núi đá cùng không gian sụp đổ, tràn diện có thể nói tương đương kình bạo, thực đơn từ động tỉnh tới nói, so ra kém quân thường tiếu cùng liễu ti nam tại Tây Hải nhất chiến, nhưng trong không khí thấu phát ngay ngắn nghiêm nghị càng mãnh liệt, đủ để chứng minh đây là tại quyết đấu sinh tử, thật đáng sợ, ngoài sơn cốc tương đối an toàn khu vực bên trong, hội tụ rất nhiều võ giả, trên mặt có chấn kinh cũng có hoảng sợ. Tình huống cụ thể, hắn không biết, chỉ biết là hai đạo lưu quan từ đằng xa bay tới, sau đó ở bên trong triển khai kịch chiến, dạng này đánh xuống, toàn bộ sơn cốc sợ rằng sẽ bị sang thành bình địa. Chúng ta trốn xa một chút a, à, miễn cho bị tác động đến, lá gan tương đối nhỏ võ giả ào ào lui lại, lá gan so sánh lớn võ giả lựa chọn lưu tại nguyên chỗ. Oanh, oanh, chiến đấu âm thanh lại vang lên, mảng lớn ngọn núi đổ sụp, không gian cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Hư, ngay tại lúc này, một đạo lưu quan từ bên trong bay ra cũng lơ lửng ở giữa không trung, bày biện ra một tên dáng người thon dài yêu diễm. Nam tử, đây là, có người hoảng sợ nói, vạn thọ yêu vương, a à, các lộ võ giả ào ào trừng to mắt, trong ánh mắt kinh cũng càng mãnh liệt, vạn năm trước, cực nam chi địa xuất hiện một đầu không đáng chú ý yêu thú, đi qua tu luyện dần dần cường đại, nắm giữ sưng bá nhất phương thực lực, đối ngoại tự xưng vạn thọ yêu vương, ngụ ý vạn thọ vô cương, rút lui rút lui rút lui, các lộ võ giả cùng nhau lui lại, hận không thể mọc thêm mấy cái chân, cả giới người nào không biết vạn thọ yêu vương là một cái thủ đoạn độc ác hạng người, thậm chí toàn bằng tâm tình đến tùy ý mạt sát sinh linh, cho nên bị giới đường định nghĩa là kẻ phản nghịch, gia hỏa này không cần phải tại vạn thọ sơn mạch sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi đây? Hưu, ngay tại lúc này lại có một đạo lưu quan theo sơn cốc bay ra, đó là tên tang thương trung niên nhân, trên vai dựng lấy màu trắng áo choàng, mười ngón bên trong quanh quẩn đặc thù năng lượng, liễu ti nam, rất nhiều người khả năng không biết vạn thọ yêu vương, nhưng nhìn đến mang tính tiêu chí áo choàng, nhất thời thì đoán ra thân phận, minh bạch, diệt ma sư tại đuổi bắt làm sàng làm bậy kẻ phản nghịch, sai, liễu ti nam không phải đang làm việc, chủ yếu là đần độn u mê tiến vào vạn thọ sơn mạch, sau đó một lời không hợp thì đánh lên. Liễu Ti Nam, Vạn thọ yêu vương nói, nguyên lai ngươi chính là giới đường tam đại diệt ma sư một trong, khó trách dám xông vào bản vương địa bàn, lại thanh minh một lần. Liễu ti nam nói, ta là đi ngang qua, đánh rắm. Vạn thọ yêu vương gầm thét lên, nhiều như vậy đường ngươi không đi, dựa vào cái gì chỉ đi ngang qua bản vương địa bàn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Các lộ võ giả khóe miệng nhỏ quất, giảng lược đơn trong lúc nói chuyện với nhau bọn họ tìm hiểu tình hình, cũng tin tưởng vững chắc liễu ti nam nhất định là đi ngang qua, bởi vì loại tình huống này nhìn mãi quen mắt, thậm chí có nghe đồn nói, gia hỏa này từng đần độn u mê đi ngang qua Tây Sơn Thánh Tuyền, đó là tồn tại vĩnh cửu suối nước nóng, có điều dưỡng kinh mạch cùng thân thể công hiệu, lâu dài bị một nữ tính làm chủ tông môn trưởng khống, ngươi muốn như thế nào, ta muốn đánh ngươi, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, liễu ti nam lắc đầu nói, ta còn muốn trở về tông môn, không có thời gian cùng ngươi dây dưa vậy nhưng không phải do ngươi. hô. vạn thọ yêu vương bay xong trưởng hội tụ ngập trời yêu khí, hình thành thực chất hóa trưởng ấn hướng liễu ti nam đánh tới, lực lượng cường đại áp bách dưới không gian bắt đầu cấp tốc nứt toát. gia hỏa này thực lực rất mạnh, tối thiểu đến có trung vị tầm chân cảnh tầng thứ. liễu ti nam chân mày hơi nhíu lại, chợt thi triển truyền âm thuộc liên hệ lân cận tế vũ đường thành viên, hướng tổng cùng tìm kiếm trợ giúp quân thường tiếu nếu như biết cái này mới gia nhập trưởng lão cùng địch nhân mới đấu mấy chiêu liền trực tiếp gửi đi tín hiệu cầu cứu khẳng định gầm thét lên đại ca ngươi giao động người tốc độ cũng quá mau tới đi oanh oanh vạn thọ yêu vương tâm tính tàn nhẫn động thủ tất cả đều là sát chiêu liễu ti nam không có lựa chọn đi chính diện chống lại thủy chung dựa vào không gian chi linh nhiều lần né tránh a à, vạn thọ yêu vương cười lạnh nói đây chính là giới đường diệt ma sư theo ta thấy chỉ là nhát gan bọn chuột nhắc ngươi sai liễu ti nam nói ta hiện tại đại biểu không phải giới đường đại biểu là vạn cổ tông vạn cổ tông vạn thọ yêu vương khinh thường chú ý nói đây là cái gì đồ bỏ đi tông môn ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép các lộ võ giả ào ào lắc đầu yêu thú cũng là yêu thú căn bản không quan tâm thiên hạ đại sự càng không biết sở thuyết đồ bỏ đi tông môn gần nhất tại thượng giới danh tiếng đang thịnh ta đã liên hệ tông môn thức thời lời nói tốt nhất mau mau rời đi, nếu không, chờ tông chủ dẫn người tới, ngươi hạ tràng đem sẽ phi thường thê thảm. Liễu ti nam chân thành nói, khạch khạch khạch, vạn thọ yêu vương cười quá dị một tiếng, đừng nói chỉ là một cái rác rưởi tông môn, coi như tiên tông đến lại có thể làm khó dễ được ta, người anh em này rất phách lối, so tử lân yêu vương còn phách lối, oanh, rơi ở trên ngọn núi, hai tay ôm ngực, nói, bản vương chờ ngươi nhà tông chủ dẫn người đến. Liễu Ti Nam không có chiến ý, toàn bộ hành trình tránh né, vạn thọ yêu vương trong thời gian ngắn khó làm thương tổn cùng, cho nên không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, nhìn xem vạn cổ tông đến cùng có năng lực gì, cái này không đánh. Liễu Ti Nam gia nhập vạn cổ tông, giống như nghe người khác nói qua, chiến đấu tạm thời đình chỉ, các lộ võ giả thấp giọng nghị luận, hư, nửa canh giờ về sau, thông cổ chiến thuyền xẹt qua hư không, lấy thời gian nhanh nhất xuất hiện tại phía trên thung lũng, cuốn lên từng trận cùng phong, thổi bay chung quanh cây cỏ bụi đất. Là ai? Quân thường tiếu một bước phóng ra, đứng ở mũi thuyền phía trên, khí vận đang điền quát to, dám khi dễ ta vạn cổ tông người. Thanh âm decibel rất cao, chấn động đến võ giả lỗ tai ông ông tác hưởng. Cái này, cũng là khí thế, chương 1569, người nhiều thì trâu bò sao. Quân thường tiếu một cuốn họng hô lên, khí thế cùng phong phạm lập tức liền có, đồng thời cũng hấp dẫn cực nam chi địa võ giả, là quân tông chủ nhìn qua tựa hồ mới chừng 20 nha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thực cẩn thận tính toán ra, cậu thẳng đã là ba mươi mấy tuổi, nhưng bởi vì lâu dài dáng mặt nạ duyên cớ, nhìn qua tựa như là 18-19 tuổi đẹp trai tiểu tử, liễu trưởng lão, quân thường tiếu nói, chuyện gì xảy ra, hắn có chút buồn bực, có thế chủ động cầu trợ ở tông môn, có lẽ người đã bị thương hoặc bị quần ẩu, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, kết quả đi vào hiện trường, phát hiện đánh rắm không có, chơi đâu náo đâu mở ra chiến thuyền tới không hoa tiền nha tông chủ liễu ti nam chỉ hướng sơn phong nói nó tìm ta phiền phức quân thường tiếu theo phương hướng nhìn sang khóa chặt thon thả vạn thọ yêu vương kinh ngạc nói người này là nam hay là nữ hết các lộ võ giả sắc mặt biến tại cực nam chi địa sinh hoạt lâu người đều biết vạn thọ yêu vương có một cái kiên kỵ lớn nhất cái kia chính là bị người khác nghi vấn giới tính quân tông chủ cái này hỏi một chút xem như chạm đến nó nghịch lân quả nhiên, vạn thọ yêu vương ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói, tiểu tử, ngươi là tại nhục nhã bản vương, nó là một đầu giống được yêu thú, nhưng ở biến ảo hình người quá trình bên trong xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên nhìn qua so sánh nữ tính hóa, về sau lại thường xuyên bị đồng loại dễu cợt, dần già liền thành trong lòng đau, nhục nhã, thì sao, quân thường tiếu một mặt lạnh nhạt, hắn cũng không biết vạn thọ yêu vương kiên kỵ, coi như biết nên nói cũng sẽ nói, bởi vì ngươi nha xác thực nhìn qua bất nam bất nữ nhục ta người chết vạn thọ yêu vương quát lạnh một tiếng cùng cuộn màu đen khí lãng trong nháy mắt theo sơn phong tràn ngập ra tựa như quần ma loạn vũ giống như tuôn hướng thông cổ chiến thuyền sát khí yêu khí vô cùng nổ tung dám ở tông chủ trước mặt làm càng diêu mộng ánh mắt hạnh trừng một cái quát nói đem hắn cầm xuống vân quỷ bác tướng bay ra ngoài quân thường tiếu ngồi trên ghế hai chân tréo ngoảy xuất ra dao cắt móng tay sửa móng tay. Có mấy cái cường lực bảo tiêu lại không cần chính mình ra tay cảm giác, thoải mái, cắt. Vạn thọ yêu vương thấy thế, cười lạnh nói, người nhiều thì trâu bò sao. Với tư cách xưng bá cực nam chi địa cường đại yêu thú, một cái chiến một đám không phải không trải qua. Hưu, hưu, quỷ bác tướng theo chiến thuyền bay ra, không giữ lại chút nào phóng thích cường đại ma khí. Trong nháy mắt đem sông tới yêu khí áp chế xuống, các lộ võ giả cả kinh nói, ma tu. Bọn họ khoảng cách đã rất xa, nhưng vẫn như cũ bị tràn ngập mà đến ma khí lộng hành quấy rối, cảnh giới không cao khó áp máu trong cơ thể, tại chỗ qua phun máu mà ra, rút lui, xoát xoát, các lộ võ giả lấy thời gian nhanh nhất lui lại, ống kính lại chuyển tới vạn thọ yêu vương, trên mặt khinh thường ý cười đã ngưng kết, nếu như chỉ là người nhiều, nó cũng không kiên kỵ, nhưng vấn đề ở chỗ cái này tám cái thân người cao to, thân mặt chiến giáp võ giả theo phóng thích khí tức đến xem, thực lực tự hồ không kém chính mình, cái này, đánh như thế nào, hô, hô, ngập trời ma khí đè xuống, phản phất thiên quân vạn mã, không tốt, vạn thọ yêu vương sắc mặt kinh biến, ầm ầm, ầm 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 ầm, trong khoảnh khắc, các loại đặc hiệu cùng năng lượng giống như pháo hoa giữa không trung nở rộ, trốn đến càng xa xôi võ giả quay người, nhìn lấy sơn cốc khu vực bị già thiên tế nhật ma khí bao phủ, ào ào ở trong lòng vì vạn thọ yêu vương mặt niệm lên. Bọn họ mặc dù không cách nào xác định quỷ bát tướng thực lực, nhưng theo thanh thế to lớn ma khí cũng có thể ý thức được, người nhiều, không nổi, oanh, không bao lâu, vạn thọ yêu vương theo ma khí bay ra, mở khóa lấy mặt rơi xuống đất mới tư thế, có thế. Đáng giận, đứng lên, che mặt, cả giận nói, có bản lĩnh đơn đấu, quân thường tiếu một bên tu lấy móng tay cảm giác, một bên xem thường nói ra, một mình ngươi đánh tám cái, không phải liền là tại đơn đấu sao. Bản vương nói là một đối một đơn đã độc đấu, oanh, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển, một tên quỷ tướng rơi vào vạn thọ yêu vương bên người, bày ra oanh quyền hình, sau đó hiện lên vạn, chữ hình dáng lỏng dưới đất, má phải có dị thường bắt mắt quyền ấn, ai, quân thường tiếu lắc đầu nói, một đối một người cũng không được nha, a à a, à, vạn thọ yêu vương theo trong hố nhảy ra, tóc đen đầy đầu bay múa trống to, kết quả bị đến tiếp sau rơi xuống mấy tên quỷ tướng ngươi một chân ta một chân điên cuồng bao vây lên rầm 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 ầm 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 phù phù một lát sau vạn thọ yêu vương mặt mũi bầm dập ánh mắt hiếp thành đường nét ngã trên mặt đất trên thân không còn hoàn hảo chỗ bị ngược có thể nói thê thảm không gì so sánh được thật song quyền khó địch nổi chúng quyền huống chi vẫn là tám tên thực lực hùng hậu ma vọng tộc đại tướng quân thường tiếu cúi xuống đến lấy ra thanh long yển nguyệt đao gác ở trên cổ hắn thản nhiên nói bổn tọa không chỉ có muốn nhục nhã ngươi còn muốn làm thịt ngươi xin hỏi có ý kiến gì không ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép vạn thọ yêu vương không còn khí lực nói chuyện tùy tiện phái ra tám tên thực lực mạnh mẽ ma tu cái này vạn cổ tông cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi tông chủ liễu ti nam đề nghị con thú này thực lực không tệ có thể mang về canh cổng quân thường tiếu ánh mắt sáng lên nói ý kiến hay có thế đáng giận vạn thọ yêu vương hội tụ một chút sức lực, nói, sĩ có thể giết. Không thể nhục. Nghĩ muốn, mang đi, vâng, vạn thọ yêu vương nhất thời bị trói gô cũng mang lên thông cổ chiến thuyền phía trên, sau đó phần đuôi phun ra quang bay đi, toàn bộ quá trình có thể nói cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng, các lộ võ giả mộng, hoành hành cực nam chi địa yêu vương, cứ như vậy bị vạn cổ tông cho bắt đi. Chấm chấm chấm, kết vết thương chồng chất vạn thọ yêu vương ném vào phòng giam bên trong bởi vì đến thời điểm khôi phục chút khí lực nằm trên mặt đất gầm thét lên bản vương sẽ không khuất phục nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo tử lân yêu vương sụ mặt đi tới quân thường tiếu không có đem gia hỏa kia ném vào thiên nguyên trấn ngục tháp mà chính là đưa đến linh thú đường phòng giam bên trong dù sao cùng a tử là đồng loại nên có biện pháp hàng phục quả nhiên vạn thọ yêu vương nhìn đến tử lân yêu vương về sau nhất thời ngửi được đồng loại khí tức ngươi là ai câu nói này chắc là từ bản đường chủ đến hỏi ngươi mới đúng a tử ngồi xuống đường chủ phong phạm rất mạnh hừ vạn thọ yêu vương ngạo nghễ nói ta chính là vạn thọ sơn mạch bên trong vạn thọ vô cương yêu vương vạn thọ sơn mạch tử lân yêu vương suy nghĩ muôn vàng nói một cái tràn ngập nhớ lại địa phương nha còn nhớ đến mấy ngàn năm trước từng ở nơi đó gặp phải một cái đang bị đồng bạn khi dễ cắt mô tinh gặp đáng thương đưa nó cứu cũng tặng cho mấy khỏa tinh hạch cũng không biết hôm nay có mạnh lên hay chưa. Nghe đến các mô tinh trong nháy mắt, vạn thọ yêu vương trừng to mắt. Làm sao, thấy nó biểu lộ có biến, tử lân yêu vương treo gẹo nói, tên xui xẻo kia không phải là ngươi chứ. Vạn thọ yêu vương âm thanh run rẩy nói, ngươi, chẳng lẽ là tử đại ca, tử đại ca, tử lân yêu vương lắc đầu, cảm khái nói, đồng dạng là một cái tràn ngập nhớ lại xưng hô nha. Đang khi nói chuyện, trên mặt tướng mạo dần dần phát sinh biến hóa, theo hai ba mươi tuổi hóa thành bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân, thâm thúy ánh mắt, tan thương khuôn mặt, bộc lộ ra ta không làm đại ca thật nhiều năm, cảm giác, tử đại ca, vạn thọ yêu vương kinh hỉ nói, thật sự là tử đại ca, ngươi là cáp mô tinh, không tệ, ta chính là năm đó chịu qua ân huệ của ngài tiểu cáp, tử lân yêu vương đứng người lên đưa lưng về phía nó, tâm lý một bên rơi lệ một bên ngao gào to, rời đi thượng giới những năm này, từng cứu trợ qua cùi bắp so tu vi đều cao hơn ta chương 1570, A tử, không sợ núi đao biển lửa, từng ực, trong phòng ăn, vạn thọ yêu vương đem trong chén canh uống cho hết, sau đó ngửa ra sau cái đầu, một mặt hạnh phúc nói, thật là thơm nha, gia hỏa này đã trở thành vạn cổ tông một viên, khác nói người ta không có cốt khí, sở hữu lựa chọn thỏa hiệp, là bởi vì tử lân yêu vương từng có ân với chính mình, vì báo ân nguyện ý để xuống yêu vương tôn nghiêm, tiểu cáp, A tử đưa tới giấy ăn, nói, từ hôm nay trở đi, Ngươi chính là linh thú đường thành viên, biểu hiện không tệ lời nói, ta có thể hướng tông chủ xin đề bạc ngươi vì phó đường chủ, có thể so với trung vị tầm chân cảnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tử Đại ca, Vạn Thọ yêu vương một bên chùi miệng, một bên dò hỏi, những năm này ngươi đến cùng trải qua cái gì, cảnh giới khí tức vì sao còn không cao hơn ta đâu? Tử Lân yêu vương cả khuôn mặt nhất thời kéo xuống, nói, ngày mai bắt đầu, phụ trách quét dọn linh thú phong cùng nhà xí. A à, vạn thọ yêu vương mộng, nói chuyện là một môn nghệ thuật, không biết nói chuyện tốt nhất kiệm lời. Chấm chấm chấm. Về đêm, tử lân yêu vương lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại sơn phong trên đá lớn, hắn bóng người rất xuống dốc, ánh mắt của hắn rất quể oải, dường như đấu bại gà trống, với tư cách vô cùng hiếm thấy đạo hóa côn, tương lai vốn nên bừng sáng, không biết sao bởi vì tìm kiếm kích thích trộm trứng rồng, chỉ có thể bị ép hạ giới tham sống sợ chết, mãi đến mấy ngàn năm sau trở về liền trợ giúp qua tiểu yêu tinh đều mạnh hơn chính mình quá nhiều đã từng đại ca hôm nay tiểu đệ thương hải tan điền cảnh còn người mất quân thường tiếu đi tới ngồi tại bên cạnh hắn để xuống một vò túy sinh mộng tử nhìn lấy sáng chói bầu trời đêm nói đẹp như vậy cảnh sắc cần tửu đến trợ hứng ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép đại ca ta rất khó chịu trợ hứng cái rắm a a tử quân thường tiếu đem rượu đưa tới cười nói không nghĩ tới ngươi tại thượng giới vẫn là đại ca đâu soát tử lân yêu vương bắt lấy vò rượu ngửa đầu rót một miệng lớn lòng tràn đầy khổ sở nói đây chẳng qua là đã từng huy hoàng thôi tự tin điểm quân thường tiếu vỗ vỗ bả vai hắn khích lệ nói một cái tiểu cáp mô tinh đều có thể trở thành đỉnh thiên lập địa yêu vương ngươi cái này tử thương đạo hóa côn há có thể rơi vào người sau đạo lý này tử lân yêu vương hiểu nhưng là hiểu về hiểu nhìn đến vạn thọ yêu vương so với chính mình tu vi cao, tâm bên trong khẳng định khó chịu, tông chủ, tử lân yêu vương nắm chắc nắm đấm, lấy khẩn cầu giọng nói, ta muốn trở nên càng mạnh, ngươi có thể giúp một chút ta sao, với tư cách yêu thú, thọ nguyên rất cao, mỗi ngày chỉ thổ nạp hô hấp đều tại thời thời khắc khắc tăng lên, cuộc sống tạm bỡ qua xa so với nhân loại hạnh phúc, nhưng bị các mô tinh đã kích một phen, viên kia muốn mạnh lên tâm nhất thời bốc cháy lên. Bổn tọa có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng là. Quân Thường Tiếu đón đến nói, mạnh lên quá trình rất thống khổ, cần chính ngươi đi đối mặt, Tử Lân Yêu Vương ánh mắt kiên định nói, chỉ cần có thể mạnh lên, dù là đối mặt núi đao biển lửa cũng không sợ. Núi đao biển lửa a, Quân Thường Tiếu nỉ non một câu, nói, đi theo ta. chấm chấm chấm. Phía sau núi, một cái hoàn toàn mới vòng xoáy cửa vào dần dần hội tụ, mới bí cảnh, a tử trên mặt hiển hiện một vệt thất vọng. Hắn biết công chủ an trí tại sao núi bí cảnh rất nghịch thiên, nhưng bởi vì chính mình là thú tộc, coi như đi vào lịch luyện cũng sẽ không có quá đại thu hoạch. Đây là núi đao biển lửa, quân thường tiếu nói, một loại thích hợp với yêu thú tu luyện bí cảnh, nguyên bản vẽ oải tử lân yêu vương nhất thời hưng phấn lên, có điều. Quân thường tiếu nói bổ sung, nhất định phải ở bên trong trải qua 99-81 ngày thối luyện mới có thể thăng hoa, cái này bí cảnh lúc nào mua, không phải mua, là lúc trước cố triều tịch hy sinh tự mình, trợ hắn hoàn thành sử thi nhiệm vụ cho khen thưởng một trong. Tuy nhiên không có cái gì miêu tả, nhưng chân thực tồn tại. Đi qua đi một năm, cậu thẳng vì cái gì Thủy chung không có lấy ra. Bởi vì loại này bí cảnh chỉ thích hợp với yêu thú, mà lại trong sách hướng dẫn dùng chữ đỏ lớn đặc biệt đánh dấu cực kỳ nguy hiểm, thận trọng tiến vào. Lúc đó quân thường tiếu còn từng phàn nàn, nhân loại không thể tiến vào có lông cái công dụng, về sau bởi vì bận rộn tông môn sự vụ dần dần cấp quên, nếu không phải A tự nhắc đến núi đao biển lửa, hắn trả nghĩ không ra đây, ta xem là tác giả lâm thời nghĩ lung tung đi. Hệ thống đậu đen rau muốn nói, 99-81 ngày, tử lân yêu vương đến tinh thần, nói, ta hiện tại thì đi vào thối luyện, quân thường tiếu nhắc nhở, cái này núi đao biển lửa không giống với hắn bí cảnh, một khi khiêu chiến thất bại hạ tràng cũng là chết, giác. Tử lân yêu vương dơ chân lên cứng ngắt giữa không trung, biểu hiện trên mặt biến đến đặc sắc. Rất nhiều bí cảnh cùng thiết bị cũng rất nguy hiểm, tỉ như sinh tử bí cảnh, lại tỉ như lịch luyện tháp. Nhưng khiêu chiến thất bại đơn giản suy yếu một đoạn thời gian, sẽ không đưa người vào chỗ chết. Chính là có chết mạo hiểm, cho nên quân thường tiếu mang tính lựa chọn quên. Tại các cái vị diện, yêu thú giá trị đơn giản giúp người loại lịch luyện cùng cung cấp tinh hạch. Nhưng vạn cổ tông yêu thú tương đương thân nhân, không cho phép bọn họ bị thương tổn rõ ràng quên, kết quả còn phải rêu rao một chút chính mình. Hệ thống nói, chó thật, sợ, tử lân yêu vương lắc đầu, nói, đối với một cái yêu vương tới nói, đây là sỉ nhục, đạp, cất bước mà đi, không chút do dự dứt khoát, tử đường chủ, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người trong ánh mắt hiện ra kính để lộng lẫy tới, đã thành thói quen các đệ tử xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hệ thống lần này không có có không kiềm chế được nỗi nồng gào thét thức đậu đen rau muốn, hành khúc quân thường tiếu quát nói, ba, dạ tinh thần ấn phía dưới nút phát, dễ nghe giai điệu theo ma đổi âm hưởng bên trong truyền đến, cũng dằn dặt kêu nói, ta không làm đại ca thật nhiều năm, ta không thích băng lãnh mép giường, không nên ép ta tưởng niệm, không nên ép ta lưu nước mắt, hành lễ, xoát, 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 Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người tuy nhiên mặc đồ ngủ quần ngủ, nhưng cũng không trở ngại bọn họ làm ra chính thức nhất quân lễ, một năm trước. Cố triều tịch lưng cổng bom bay về phía bầu trời loại này hình ảnh thì từng xuất hiện. Đạp Tử Lân yêu vương một chân bước vào vòng xoáy bên trong, sau đó quay đầu hướng về phía mọi người cười nói chờ ta trở lại. Bất nói nhảm đi vào nhanh một chút. Bành Quân thường tiếu thân chân đem A Tử đưa vào núi đao biển lửa bên trong. Chấm chấm chấm. A Tử đi tròn bảy ngày, mọi người rất tưởng niệm hắn. A Tử đi hai tuần, mọi người đến linh thú đường tưởng niệm. A Tử đi 3 tuần mọi người dần dần quên, như thường ngày giống như vừa nói vừa cười tu luyện, nha đầu, trong phòng ăn, vạn thọ yêu vương liếm sạch sẽ trong chén hạt gạo về sau, nhếch miệng cười nói, thêm một chén nữa, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, liễu ti nam trắng nó liếc một chút, nhìn cái gì vậy, vạn thọ yêu vương chỉ bên cạnh xếp lên hơn 10 cái món ăn, gầm thét lên, ta ăn không có ngươi nhiều, nói đến liễu trưởng lão, không thể không thuận tiện sách một chút, hắn sở dĩ lấy điện thoại gọi người tới, là bởi vì quá tưởng niệm liễu biển thi đồ ăn, nhưng lạc đường tại cực nam chi địa khó có thể trở về, đành phải để tông chủ đến đón mình. Ca, biết được chân tướng về sau, quân thường tiếu sụp đổ nói, cầu viện nghiêm túc như vậy sự tình, mình về sau có thể hay không nghiêm túc điểm. Chấm chấm chấm. A tử đi 40 ngày về sau, độ nang ngay tại thanh lý ngoài sơn môn bậc thang, đột nhiên phát hiện bụi đất cùng hạt cát yếu ớt nhảy lên, sau đó ngạc nhiên nhìn hướng phía dưới, đạp, đạp, một tên võ giả xuôi theo bậc thang từng bước một đi tới, bởi vì cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy hắn đầu hói, không cách nào thấy rõ tướng mạo, ông, ông, theo người kia mỗi lần cất bước, bốn phía các bụi dần dần lơ lửng, cao thủ, cao cao thủ, độ nang đem cái chỗ dựng trước người, có chút lễ phép hợp thành chữ thập nói, thí chủ, là muốn bái phỏng vạn cổ tông sao, thăm bạn, võ giả thanh âm hùng hậu, rất xin lỗi, độ nang nói, cửa lớn còn không có mở, xin chờ chốc lát võ giả dừng lại dần dần ngẩng đầu hiện ra một trương tựa như đau tước giống như khuôn mặt khóe miệng vung lên đạm mạc mỉm cười ta là một người nóng tính nhưng là không có thời gian chờ hô bóp ngón giữa lưu quang bay ra không có mở cửa được vậy thì do ta đến mở ra đi soát độ nang bước dài một bước đem thân thể nằm ngang ở ánh sáng phải qua con đường hợp thành chữ thập nói a di đà phật thí chủ chớ có làm loạn vù vù dưới chân bụi đất lá rụng bay loạn đồng phục không gió tự bay sau lưng hội tụ ánh sáng màu vàng cấp tốc hình thành một cái vạn chữ kết giới a à, võ giả trong ánh mắt nổi lên kinh ngạc một cái nhìn như phổ phổ thông thông lão tăng quét rác lại còn là cao thủ có ý tứ võ giả từ bỏ công kích sơn môn thao túng lưu quan đánh phía hắn nhìn xem rốt cục có năng lực gì phật chiếu độ nang đứng trung bình tấn một quan lãnh lệ oanh bành, bành chữ vạn kết giới trong nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy trời kim quang đăng 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 độ nan lùi lại mấy bước dừng ở trước cổng chính giơ ngón tay cái lên nói lợi hại phù phù nói xong trực tiếp co quắp trên mặt đất ngất đi trung niên võ giả